hello hello xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh yêu quý hello các bạn lại là thầy thuận đây rồi chào các em nhá <laughs> chào bạn uh, thiago sơn thầy dạy muộn thế thầy <laughs> thầy vừa dạy cho các bạn lớp học xong bây giờ mới quay trở ra để dạy cho các bạn ở đây nhá chào bạn vũ xuân nhật uyển nhá chào bạn trịnh diệu linh chào bạn phan minh minh trí hùng phi chào bạn cường bạn uh, hải Tăng nguyễn mạnh Chào bạn uh, gì đây? Bạn uh, gì đây nhỉ? <laughs> Vũ Xuân Nhật Uyển. À, ok. <laughs> Lê Quỳnh Trang nhá. Hello các bạn. Chào <laughs> toàn thể tất cả các bạn học sinh yêu quý của thầy Thuận. Hello các em. Những bạn nào đang xem livestream thì các em có thể là comment xuống dưới đúng không? Chào thầy và chào các bạn một câu đi. Và đồng thời các em có thể chia sẻ livestream về nhá. Hôm nay là một buổi mà thầy nghĩ là rất là tuyệt vời. Thầy sẽ bổ sung cho bạn thêm một số kiến thức rất quan trọng để giúp các bạn có thể chinh phục được điểm tham cộng trong kỳ thi sắp tới. Đó là phương pháp mô đun hòa số phức, đúng không? Và thầy tin chắc là rất nhiều bạn hiện tại đang yêu về phương pháp này. Đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết triệt để luôn. Đồng ý không ạ? Chào bạn Khánh Nguyễn nhá. Chào bạn uh, Phương Thảo, chào bạn Đoàn Thiên. Chào bạn Phạm Tuấn Anh. Đúng chưa? Thầy có mệt không thầy? Úi giời, cũng mệt mà đúng không? Nhưng vì các em thì thầy luôn luôn là gì phải phải cố gắng đúng không? mình còn phải xứng đáng với người thầy giáo tâm huyết nhất việt nam cơ mà đúng không nhưng nên là những khó khăn này nó chỉ là bé thôi đúng chưa rồi chào bạn an khổng nhá chào bạn lười Vào trượt ok bạn là lê văn huy đúng không <laughs> lê văn huy thì bạn này thì bắt đầu mới đổi tên là, là bạn lười và trượt đúng không lười thì trượt đó đúng không rồi ok chào bạn hiếu lam nhá chào bạn là duy đà bạn trần quỳnh hoa chị trợ lý luôn đúng không Phần này hay ra thi lắm thầy ạ. đúng rồi chính xác. Phần này là rất là nhiều câu mà sẽ xuất hiện đúng không ạ? Phương pháp mô đun hóa số hóa số phức này đã xuất hiện rất là nhiều trong đề của bộ rồi. Cụ thể là năm 2019 nó sẽ ra một câu về phương pháp mô đun hóa. Nếu như bạn nào mà không biết phương pháp này thì thầy nghĩ là một thiệt thòi rất là lớn. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giúp các bạn có thể giải quyết được phương pháp này luôn. Nó rất là hay. Đúng không? Cực kỳ hay luôn nhá. Ok. Ok, chào bạn Duy Đam nhé, chào bạn Nguyễn Hà, chào bạn Bùi Thành Đạt nào, chào bạn Phạm Tuấn Anh, chào bạn Dương Dương, chào toàn thể tất cả các bạn. Đào, tất cả các chúng ta vào rồi thì các em nhớ là mình thả tim thầy một cái các bạn nhá. Đào, cho thầy một like các em ơi. Đồng thời chúng ta chia sẻ livestream này về để mình lưu lại nhé bởi vì thầy luôn luôn sẽ ẩn đúng không? Sau khi mà thầy sẽ kết thúc livestream. Đó là lý do vì sao thầy luôn luôn nhắc trước các bạn là như thế, đúng không? Đó, hôm nay buổi rất hay các bạn nhá thầy đẹp trai thế thầy ui giời ơi đúng không? khen độ đẹp trai của thầy thì các em có thể khen đến sáng mai đúng không <laughs> bởi vì thầy lúc nào cũng sẽ đỏ mũi mà đúng không rồi các bạn quang huy nhá tất cả các bạn xem thì các bạn có thể comment xuống dưới để gọi là chúng ta giao lưu với nhau một cái được không các bạn đang có hơn bốn nghìn sáu trăm bạn rồi đúng không hôm nay sáu nghìn bạn chúng ta sẽ bắt đầu các em nhá sáu nghìn bạn phương pháp rất là hay luôn đúng không? mà thầy nghĩ là các em nên phải biết bởi vì bây giờ là thi trắc nghiệm mà nếu như mà chúng ta không có những phương pháp làm nhanh làm hay thì rõ ràng là chúng ta không đủ kiến thức để các bạn thi đúng không? bởi vì bây giờ là thời đại trắc nghiệm trắc nghiệm thì rõ ràng là chúng ta cần phải có phương pháp giải nhanh thôi công thức giải nhanh nó đề cao kỹ năng hơn đúng không nó đề rất đề cao kỹ năng đó đồng ý không ạ ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số buổi vận dụng cao về mắc minh số phức và sắp tới thì thầy sẽ livestream chữa chi tiết cho các em nhá các bạn nào mà chúng ta à đúng rồi hỏi một câu là các em đã có file đề chưa bạn nào có file đề chưa các bạn đó, nếu như bạn nào chưa có file đề thì thầy thông báo lại một lần nữa đó là kem sẽ cập nhật file đề trực tiếp ở trên trang fanpage tức là kem sau khi mà thầy livestream xong ấy thì một là chúng ta có thể lấy file đề trên caption ấy đúng không? tức là những bạn nào chia sẻ livestream này về thì thầy luôn luôn tặng cho các bạn file đề là một file đáp án chi tiết là hai đúng không hiểu ạ tức là những bạn nào đã học với thầy nhiều rồi các bạn quen rồi đúng không đó, chắc là cái đấy các em cũng nhắc một lần là các bạn biết thôi đúng, đúng không hai là chúng ta cập nhật trực tiếp trên fanpage tức là các bạn thường xuyên chúng ta theo dõi trên trang fanpage thì các em sẽ có file đề nhá đó chưa các bạn bạn nào chưa có bạn nào có chưa vào việc luôn thầy ơi bạn Nó nói tiếng nghệ an đi thầy <laughs> à các em chia sẻ một cái nào đang có năm nghìn hai bạn rồi đúng không sáu nghìn bạn chúng ta bắt đầu các em nhá phương pháp này rất là hay cực kỳ đỉnh cao luôn đúng không? 6 không nghìn bạn chúng ta sẽ bắt đầu đó ok không ạ thầy sẽ giải rất là chi tiết cho các bạn luôn tất cả các bạn chúng ta muốn đặt 8 cộng môn toán trong năm 2021 thì bắt buộc phải nhớ phương pháp này các em nhớ chưa bắt buộc luôn các em ạ vật dụng rất là nhiều luôn Được chưa Dạng này hay là anh em ạ à, đúng rồi chính xác Liver muộn thì thầy Ok <laughs> uh, May là thầy giáo đẹp trai nên có tí động lực học tiếp Ủa ừ, thầy cũng không nhận là đẹp trai đâu đúng không? đẹp trai làm gì Đó, Bây giờ chỉ con trai bây giờ chỉ có gì các bạn Gọi là giàu mới, mới cần thôi đúng không Đẹp trai bây giờ có được gì đâu nhá. Nhưng mà làm thầy giáo như thầy nghèo quá Thì, cũng không phải là là, 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 là tốt lắm đúng không Thầy <laughs> gào thét tên em đi ạ à. Rồi chào bạn Lê Thấn Sa nhá 7.000 view anh rể hát nhé Ok à Nào tất cả các bạn chia sẻ một cái nào Chia sẻ một cái các bạn ơi Gần đủ 6.000 rồi nhá 6.000 bạn chúng ta sẽ bắt đầu Đúng không 6.000 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá Và hôm qua thì thầy có một đăng một bài status Ở trong phải, uh, trong nhóm ấy Đó đủ 10.000 team thì thầy sẽ tổ chức thi thử hai phát trên một tuần Đúng không Đó cho các bạn không biết là các bạn có biết là thông tin này chưa Đó và bây giờ thì thầy sẽ Tí nữa thì thầy sẽ có một cuộc khảo sát xem là liệu chúng ta sẽ thi vào được những hôm nào một hôm chủ chủ nhật là cố định rồi đúng không? đó những bạn nào mà 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 tham gia thi thử gọi sát nhiều thì điểm số của bạn sẽ tăng lên rất là nhanh đặc biệt là các bạn sẽ có nhiều kỹ năng hơn đúng không? tâm lý sẽ vững vàng hơn cứng cáp hơn trước khi mà chúng ta ra tận đúng không? đó ok không ạ? <laughs> chào thầy em vừa xem live của bà hằng xong thôi đó, bà hằng thì nói chung là ai cũng thích đúng không? nhưng mà dù sao bây giờ các bạn phải lo cho chính bản thân các bạn đã đúng không? bây giờ còn có 40 ngày nữa mà nên chúng ta bớt chuyện gọi là thiên hạ lại một tí các bạn Thầy nghĩ là chúng ta nên cứ tập trung vào việc học cho nó độ đẹp và được rồi đúng không? còn việc đấy thì của xã hội sẽ lo nhá ta không nên bàn luận cái vấn đề đấy đúng không Ok thầy ơi nhớ gửi file đề này nha thầy Ok sau live stream này thì tất cả các bạn chia sẻ live stream này thì đều được thầy tặng file đề những bạn nào không chia sẻ thì chắc chắn các em sẽ không có đồng ý đúng không ạ Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhá thầy thấy sương sương là đã đủ 6.000 bạn rồi đấy đúng không Ok Cảm ơn các em rất là nhiều nhá. Cảm ơn các em đã luôn luôn đồng hành ủng hộ thầy và đã chia sẻ làm chìm này về, được chưa? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Phương pháp mô đun hóa số phức phần 1 như sau. Các bạn chú ý này. Câu hỏi đầu, tiên đặt ra ấy đó khi nào chúng ta dùng được phương pháp mô đun hóa, dấu hiệu nhận biết là gì và phương pháp làm làm sao đúng không? Thầy sẽ giải quyết quyết tất cả triệt để những phương cái câu hỏi đấy cho các bạn như sau. Các bạn chú ý này. Có file đề này chưa thầy? Các em cứ chia sẻ đấy các bạn nhé Những bạn nào chia sẻ thì tí nữa thầy sẽ gửi tặng các bạn file đề Những bạn nào không chia sẻ thì chắc chắn không có Được chưa? Những bạn nào học live stream với thầy thuận nhiều rồi các bạn biết rồi đúng không? Đó. Câu số 1 như sau Cho số phức Z bằng A cộng B AB là số thực Tức là thuộc R Thỏa mãn một biểu thức đây Đó, Các bạn nhìn thấy không ạ? Z 4 bằng 1 cộng Y nhân mô đun của Z Trừ cho 4 cộng 3Z nhân Y Đúng không? Tìm tổng S bằng 2A cộng B Tức là sau khi các bạn đọc xong đề thì việc đầu tiên của các bạn là chúng ta sẽ lấy gì các bạn? Chúng ta thấy lú luôn đã. Đúng không? có một biểu thức nó rất là dài loang hoàng như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và nếu như mà bài này nếu như các bạn làm theo phương pháp thông thường ấy, thông thường ở đây có nghĩa là chúng ta auto gọi số phức xét cần tìm ra. Đúng không? Rồi uh, mô đun của Z thì bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình các bạn thay vào đây. Giải bình thường theo kiểu là hai số phức bằng nhau hoặc là một số phức bằng không thì chúng ta thấy rất là lâu, cực lâu luôn. Lâu kinh khủng các bạn. Mà thậm chí các bạn chưa chắc giải cơ bởi vì nó vừa dài đúng không và chúng ta có một cái câu trông ngôn đó vẫn làm trách nhiệm đó là càng dài thì càng tịt đúng chưa đó nên là thầy khuyên thật là các bạn không nên làm theo phương pháp đấy mà chúng ta sẽ làm theo phương pháp gọi là mô đun hóa đó các bạn nhìn thấy không ạ vậy trả lời cho câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần nhớ này khi nào thì dùng mô đun hóa thì người ta sẽ cho các bạn một phương trình phức và trong phương trình đấy thường dấu hiệu đầu tiên là sẽ có có z ngang Xin lỗi các bạn có mô đun Z Được chưa? Hoặc không đó, Các bạn nhớ chưa? Hoặc không Dấu hiệu thứ hai là nó sẽ chỉ có duy nhất một mình Z Hoặc là có Z liên hợp Thì cái tắt cho bạn cho nhanh Tức là chỉ có biểu thức trong đấy chỉ có Z thôi Hoặc là Z liên hợp Nó giống như một rừng mà nó chỉ có một chùa sơn lâm, lâm duy nhất vậy Nhớ chưa? Đã có Z thì thôi không có Z ngang Và đã có Z ngang thôi thì không có Z Hoặc nếu có cả hai Thì đó là một trường hợp rất hi hữu và có cả hai đấy chúng ta đều có thể quy về một thôi. Đó, đó là dấu hiệu nhận biết của chúng ta đối với các bài toán phương pháp mô đun hóa. Đương nhiên là nó sẽ rất là nhanh các bạn, cực nhanh luôn. Được chưa? Rất là nhanh. Và đây là hai cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận biết một phương trình khi nào chúng ta dùng phương pháp mô đun hóa, đúng không? Điểm nhấn duy nhất mà thầy muốn nhấn mạnh với các bạn ấy, đó là có một trong hai. Có Z thì thôi không có Z ngang. Đúng không ạ? Và có Z ngang thì thôi không có Z. Tức là một rừng chỉ có một chùa sơn lâm duy nhất nếu có cả hai các bạn nghe nhé nếu trong trường có cả hai thì đều quy về một được đó đó là một phần trăm thôi chín phần trăm nó chỉ có một trong hai bây giờ thầy sẽ chỉ ra các bạn phương pháp làm và đây là dấu hiệu nhận biết mà thầy vừa nhắc cho các bạn sau các em cần nắm vững nữa thầy nhá học bây giờ là học phương pháp và phải sự chắc chắn rồi đúng không đây là dấu hiệu để chúng ta nhận biết đó được chưa bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn phương pháp làm như sau các bạn chú ý này để giải quyết tất cả các bài toán về phương pháp mô đun hóa, chúng ta sẽ bao gồm có 3 bước. Đúng không ạ? Bước 1 là chúng ta sẽ đặt đặt cái gì? Đặt cái mô đun của Z này chính là bằng M với điều kiện là M của chúng ta lớn hơn bằng 0. Tức là chúng ta xem là cái mô đun của số phức Z thì các bạn sẽ cho là một con số cụ thể. Đúng không ạ? Và chúng ta đặt là M. Tại sao đặt là M? Bởi vì sau khi đặt M xong thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn. Đúng không ạ? Và nó sẽ dạng hạn chế cái rủi ro các bạn sau khi làm bài em nhớ chưa? Đó. Bước một là đặt mô đun của Z bằng M hoặc bằng một tham số A, B, C đó thì tùy các bạn. Có thể bạn nào thích đặt bằng T gì đó cũng được. Nói chung là tùy. Đúng không? Nhưng ở đây thầy đặt là bằng tham số M. Với M của chúng ta là mô đun thì nó không âm. Lớn hơn hoặc bằng không Được chưa? Đó. Sau đó thì các bạn gì? Sau đó chúng ta thay vào và cô lập. Các bạn nhớ nhá Thay vào và gì các bạn? Và cô lập Z hoặc Z ngang. Các bạn nhớ chưa? Cô lập có nghĩa là gì? Nếu có Z thì các bạn cô lập Z, có Z ngang thì các bạn cô lập Z ngang. Đúng chưa? Đó, vậy trong bài này chúng ta sẽ làm thầy luôn như này, Như sau. Hay ở đây chúng ta có này. Hay vào nhá, thầy không cần trình bày quá nhiều nữa mà thầy làm cho các bạn luôn bởi vì nó là trách nhiệm nên chúng ta cần tinh giản cho thầy một số thao tác nó rườm rà đi. Đúng không? Các em cần tập trung cao độ nhá. Đây là những dạng toán rất là quan trọng mà bắt buộc các bạn cần phải nhớ và biết được là đúng không? Hay ở đây, Z chữ 4 đúng không? Z 4 đó, bằng một cộng y nhân mô z tức là một cộng y nhân m. Được chưa? Tiếp tục trừ cho 4 cộng với 3 z nhân y. Đồng ý không ạ? Tức là chúng ta chỉ thay m là bằng z nga. Ờ à, z liên hợp, đúng không ạ? Sau đó thì mình phá hết tất cả nhân bung bét tất cả ra nhưng chúng ta cần phải cô lập z mà đã cô lập thì các bạn biết cách chúng ta nhóm z lại. Đúng không? Tương đương như sau. Cái này phá ra thì có đúng chính xác là bằng 4 chỗ này là trừ 3 y nhân z chúng ta vứt sang bên, bên tay trái cẩn cẩn thận cẩn thận này trừ này 3 z nhân y chuyển sang bên bên tay trái thôi chúng ta đặt z là nhân nhân tử chung thì trong ngoặc sẽ còn lại gì bạn một cộng 3 y nhân z Đó, đúng không chuyển về đổi dấu nhá nào còn tất cả những cái lại các bạn sẽ bỏ ra bên tay phải thôi đúng không chúng ta có như sau 4 trừ 4 chúng ta vứt sang bên này nhá là bằng 4 này đúng không chỗ này để nguyên này cộng với một cộng y này nhân m này Đúng không ạ? Và chỗ này trừ 4 đi Được chưa? Sau đó thì mình biến đổi thôi Cái việc còn lại chúng ta chỉ biến đổi Nhưng các bạn nhớ rằng là Z vẫn là mặc định nhá Vẫn cô lập vấn đề nguyên như thế Đúng không? Là chúng ta có 1 cộng 3 i này Nhân với Z này Bằng Chỗ này thì các bạn nhóm phần số lại với nhau Và phần Y lại với nhau Các bạn để ý 4 cộng M Các bạn nhóm lại 4 cộng M Đúng không? Chỗ này có M y trừ 4 y thì chúng ta đặt y làm nhân tử chung trong ngoặc sẽ còn là M trừ 4 nhân với y. Đó, các bạn nhìn thấy. Rõ ràng là đây là cô lập Z rồi. Đúng chưa? Đây rõ ràng là cô lập Z, tức là Z của chúng ta sẽ nằm lẻ loại cô đơn một vế, có thể về bên trái hoặc về bên phải thì nó đều được cô lập Z hết. Đúng không ạ? Đó là bước 1 chúng ta đã xong. Bước thứ hai là chúng ta có quyền lấy mô đun hóa cả hai vế phương trình lên. Đây là một phương trình phức. Đúng không ạ? Và các bạn để ý rằng là vế bên tay trái là một số phức nhân với Z còn về bên tay phải, đây cũng là một số phức thuần túy, trong đó 4 cộng m được gọi là phần thực của số phức về bên tay phải và m 4 là phần ảo của số phức về bên tay phải. Hai số phức này bằng nhau thì các bạn có quyền lấy mô đun hóa cả hai vế phương trình lên. Thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương là mô đun về trái bằng mô đun về phải. Đó, các bạn hiểu chưa? Ok không ạ? Mô đun về trái bằng mô đun về phải. Vậy thì các bạn tương đương gì? Các bạn để ý này, mô đun về bên trái đang xuất hiện đó là tích của một mô đun thì các bạn có quyền tách thành mô đun của hai cá nhân vào với nhau đúng không đó là tính chất của mô đun nhá các bạn tương đương với một cộng ba i là mô đun đúng không ạ nhân tiếp cho mô đun của z đó các bạn nhìn thấy chưa bằng với bên này bên này là một số phức các bạn nhá các bạn để kỹ là bên tay phải của chúng ta là một số phức có phần thực đây phần nào đây thì mô đun của nó thì bằng căn bậc hai của thực bình cộng ảo bình là m cộng bốn tất cả bình đúng không cộng ảo bình là m trừ bốn tất cả bình đó, nếu như thầy nhầm ở đâu thì các bạn nhớ nhắc chút thầy một chút nhá. Được chưa? Vậy các bạn biến đổi tương đương thôi. Mô đun thằng này thì các bạn nhầm là bằng 1 cộng 9 là bằng 10 đúng không? Tóm lại chỗ này là bằng căn 10. Nhân mô đun của Z tức là nhân với M. Đó, đúng không? Là mô nhân với M bởi vì mô đun của Z chúng ta đã đặt M bằng trên rồi. Còn thằng này thì các bạn hiểu là bằng bình phương của gì nào? M bình cộng M bình chính là bằng 2M bình luôn. Đúng không? Trừ 8M cộng 8M là hết. Thằng này 16 cộng 16 là bằng 32. Đó. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Sau đó, đó thì mình có thể bình phương và mình sẽ tìm ra m đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn bình phương hai vế và các bạn tìm ra m. Bạn nào tính nhẩm nhanh thì chúng ta có như sau. Thằng này 10m bình này. Đúng không? Bên này sẽ là bằng 2m bình mà cộng với 32 thì phải. Đó, các bạn nhớ chưa? Nếu như bạn nào mà thấy thầy nhầm đâu các bạn nhớ nhắc nhé. Uh, 10m bình và 2m bình là còn 8m bình. Đúng không ạ? 8m bình và bằng 32 thì các bạn sẽ tương đương với m bình của chúng ta bằng 4. Đúng không? Nhầm phải không? Đó, 10 này trừ đi 2 còn 8. 8 m bình bằng 32 thì m bình của chúng ta bằng 4. Đúng không? Và m bình bằng 4 thì hiển nhiên chúng ta m bằng cộng trừ 2 nhưng vì đây là m lớn hơn hoặc bằng 0 thì các bạn chỉ có duy nhất là m bằng 2 thôi. Đây là cái thứ hai mà các bạn suy ra được. Phương pháp mô đun hóa tức là chúng ta sẽ tìm ra mô đun của số phức cần tìm, tức là tìm ra m ở bước thứ hai. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Xong nhá. Sau đây bước thứ ba là gì? Các bạn nghe này. Bến bước thứ ba là bước mà chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của người ta đúng không? ví dụ đề bài này người ta yêu cầu các bạn là gì tìm tổng S bằng A cộng B 2A cộng B bắt buộc các bạn phải tìm ra số phức Z đã. đúng không, bắt buộc phải tìm ra số phức Z và số phức Z hoàn toàn có thể tìm được một phát luôn, sau khi mà mình đã tìm ra M rồi M bằng 2 này có nghĩa là gì, có nghĩa là mô đun của Z đã bằng 2 sẵn rồi đó, đúng không ạ vậy, các bạn làm sao đây thay thằng này vào đây chỗ nào có mô đun của Z các bạn thay bằng hai thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được Z bấm máy tính thì chúng ta tìm được hoặc thay trực tiếp vào biểu thức này cũng được đúng không ạ chúng ta có thể như sau thằng này nhá đó các bạn để nguyên ở bước thứ ba này có đúng chính xác là lúc này chúng ta biến đổi rồi tức là một cộng ba y này nhân Z này đúng không biến đổi đấy nhá bằng này 4 cộng m cộng với thằng này nhân đi và các bạn biết là m bằng hai rồi nhá thì mình thay vào đây thôi Thế tất cả vào đây kiểu gì chúng ta vẫn tìm ra Z được đúng không? mà tìm được xét có nghĩa là chúng ta tìm được a nhỏ và tìm được b nhỏ để tính được thằng này nhìn thấy chưa? đó bây giờ kem em thì thầy thầy thay nhá, m2 thay đôi 4 cộng 2 bằng 6 đúng không? 2 4 là 2i vậy chắc chắn các bạn sẽ suy ra m xét cần tìm chính là bằng 6 2i tất cả chia 1 cộng 3i đúng không? thì các bạn lấy mình tính bấm cho thầy là dạng ngay. đúng không? Đó, các em kiểm tra nhá bấm m2 này 6 2y đúng không? Tất cả chia cho 1 cộng với mấy các bạn? Cộng với bay uh, 3y đúng không? Bằng một phát là ra ngay là bằng 2y. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và sau khi tìm được z bằng trừ 2y thì các bạn sẽ đoán ra ngay là a và b là gì? a bằng 0 và b của chúng ta chắc chắn bằng 2. Các bạn nhìn thấy không ạ? Được đấy không ạ? Đấy, thế thôi. Được chưa? <laughs> ok chưa các bạn? Sau khi mà các bạn tìm được A, tìm được B thì đề bài đã hỏi S bằng 2A cộng B các bạn sẽ suy ra S bằng 2A cộng B tức là các bạn sẽ suy ra bằng mấy các bạn bằng trừ 2 luôn đúng không thì chúng ta chọn đáp án gì các bạn đáp án D nhá à, xin lỗi các bạn đáp án A nhá các bạn điền thầy dấu trừ đây thầy chắc là thầy có thiếu mất một chút đúng không nhưng mà chốt lại là bạn ạ A là bằng trừ 2 đó được chưa các bạn đó là câu số 1 của chúng ta và khi mà các bạn nắm vững cái phương pháp làm thì thầy tin là bài này nó rất là dễ luôn luôn có 3 bước bước 1 là chúng ta sẽ đặt mô đun của Z bằng M sau đó chúng ta thay vào và cô lập số phức z hoặc z ngang nếu có. Đúng chưa? Bước thứ hai là chúng ta có quyền mô đun hóa cả hai vế của phương trình lên. Thì chúng ta chắc chắn tìm được ra m đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Và tìm được m thì chúng ta sẽ quay trường ngược vào ở phía trên để chúng ta tìm ra số phức z cần tìm. Và đã tìm được z thì tất cả yếu tố còn lại đều sẽ giải mã được hết. Đó là phương pháp mô đun hóa. Đa số các bài toán mô đun hóa là một phương pháp rất là mạnh để giải quyết các bài toán vận dụng cao 8 cộng. Các thấy chưa? Tức là nếu giải thông thường thì các bạn thấy rất là khó Nhưng giải cách này thì nó rất là dễ Và thầy đang làm chi tiết cho các bạn Đương nhiên trong quá trình thi thì mình có thể làm nhanh hơn Đúng không? Đó, chính là câu số 1 của chúng ta Các bạn cần nắm được phương pháp và cách làm Nhấn mạnh lại nhé Nắm phương pháp làm và cách làm thì nó rất là dễ Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 2 Câu số 2 cũng tương tự như sau Câu số 2 nhá Cho số phức xét khác không Thỏa mãn biểu thức đây ngay đầu tiên các bạn đập vào mắt đó chính là việc mà nó sẽ có một mình Z nga Z nga là số liên hợp đấy và có Z này là điều thường tình và chúng ta đã được thầy dạy rằng là dấu hiệu khi nào dùng module đó là trong bộ biểu thức phương trình phức có Z hoặc có Z nga tức là một rừng chỉ có một chúa sơ lơm thôi đúng không ạ và trong bài này là một bài toán thường tình như thế chắc chắn chúng ta dùng được module đó các bạn thấy chưa chắc chắn là dùng được module thôi và khi dùng mô đun thì các em nhớ nguyên tắc này Bước 1 Làm cho thầy đúng phương pháp nhé Thì nó rất là nhanh và cực kỳ mạnh Các em phải làm từ tốn chậm rãi Và phải nắm vững phương pháp Thì chúng ta mới chơi được Đúng không? Các em chú ý như sau Bước 1 mình mặc định là mình sẽ đặt Đúng không? Đặt cái dạng nào? Đặt cái mô đun của Z là bằng M Với điều kiện là M của chúng ta trong bài này lớn không Tại sao M lớn không? Bởi vì Z nó khác không, đúng không? nếu như z bằng không thì nó mới bằng không thôi trong trường hợp này nó phải luôn dương em nhớ chưa đó sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta thay vào và cô lập Thay vào thì có nghĩa như sau Các em để ý này Các em để ý nhá Thầy dễ dạy các bạn này Thằng này thay vào M đúng không Thằng này căn 26 trên ở uh, Z ngang này là cộng 3 chữ 2 Thì các bạn sẽ chuyển từ 3 chữ 2 sang bên tay trái thì Các bạn có như sau 2 cộng với 3 i Nhân với uh, mô đun của Z tức là nhân với M Đúng không Cộng 3 chữ 2 chuyển sang bên trái Đó chính là 3 mà cộng với 2 y Bằng căn 26 trên cho Z nga đó đúng không tương đối thôi bây giờ các bạn giải thoải mái rồi đúng không ạ chúng ta sẽ để này căn 26 trên Z ngang bên này Mà giống nhau hết được chưa cái này các bạn nhân bung hết tất cả ra nhóm phần thực lại với nhau phần ảo lại với nhau đúng không 2 nhân m là 2m 2m 3 này đó chỗ này thế nhá ở 3m nhân y cộng 2y thì các bạn sẽ suy ra là 3m cộng 2 đóng hoặc lại nhân y đúng không ạ đấy đây được gọi là cô lập Z ngang đã xong nhìn thấy chưa bước thứ hai là gì bước thứ hai các em phải nhớ là luôn luôn chúng ta có quyền mô đun hóa cái với phương trình lên nếu bạn nào thích nhảy số nhanh chúng ta có quyền luôn là mô đun về bên trái là căn 26 trên cho z nga là mô đun về bên trái bằng mô đun về bên phải và các bạn biết là về bên phải của chúng ta bản chất nó cũng là một số phức thằng này là phân thực này đúng không là hệ số tự do đấy thằng này là phân nào này và mô đun của một số phức thì các bạn biết rõ là bằng căn bậc hai của thực bình cộng ảo bình là bằng căn bậc hai của 2m 3 bình phương đúng không cộng với 3m cộng 2 cũng tất cả bình phương đó cả nhớ chưa sau đó thì mình luôn luôn mình nhớ là các bạn nhớ bước hai là luôn luôn tìm ra m là luôn luôn giải được ra z ngang đúng không? z trị uh, tuyệt đối của z đấy đúng không đó rồi bây giờ các em sẽ để ý này mô đun của một thương thì bằng thương các mô đun tức là trên là bằng vẫn là bằng căn hai sáu đúng chưa ở dưới thì các bạn để ý rằng là mô đun của Z ngang nhưng các bạn phải nhớ một tính chất rất quan trọng đó là mô đun của Z cũng sẽ là bằng mô đun của Z ngang và nó bằng bằng m luôn các em nhớ chưa mình hoàn toàn mình chứng minh được nhưng ở đây chúng ta không cần chứng minh quá nhiều tại sao bởi vì hai thằng này nó đều căn bậc hai của thực bình cộng hòa bình hết đúng không hay là chính xác hơn ở dưới mẫu của ta là mô đun của Z ngang thì nó cũng là bằng gì các bạn nó cũng là bằng m đó, để chưa bên này thôi xử lý thôi đúng không bên này cũng để nguyên như thế thôi nhá bạn nào nhầm tốt thì chúng ta sẽ nhầm như thế như sau thằng này bốn m bình cộng với chín m bình là bằng mười ba m bình đúng không thằng này trừ mười hai m chỗ này là cộng với mười hai m là hết rồi chỗ nào thằng này cộng chín cộng bốn là cộng mười ba để chưa các bạn được chưa các bạn sau đó, đó thì chúng ta bình phương lên và nhân đúng không còn nếu như bạn nào lừa thì chắc chắn là các em nhớ là máy tính nó sẽ lo cho bạn thằng này nếu bạn lười thật sự ấy, chúng ta bấm shift slow ve đúng không đây các em lấy máy tính bấm một phát cũng ra ngay được nhá mốt một luôn chúng ta có như sau căn bậc hai của 13 này m bình là x bình các bạn nhá cộng với 13 này đúng không thằng này các bạn chuyển sang về bên, bên tay phải là trừ cho gì các bạn nhỉ căn 26 đúng không tất cả chia cho m là chia x đấy bấm shift slow thôi đúng không shift slow ve này ba bằng Đó, đúng chưa? Bằng một luôn, số rất đẹp tóm lại M1. Một một. ba này nó chỉ có tối đa hai nghiệm, nếu kể cả nó là có nghiệm âm chúng ta vẫn loại lại là bạn bấm một cái là các bạn sẽ suy ra thằng này là giá trị đúng và nghiệm âm kia các bạn có thể tìm hoặc không tùy các bạn được chưa và sau khi tìm được m rồi thì chúng ta chuyển sang bước thứ ba nếu như người ta yêu cầu tìm z nhá, người ta yêu cầu tìm z thì chúng ta phải thay vào đâu thay vào đây đúng không ạ thay vào đây đó tức là như sau nếu như mà người ta yêu cầu tìm z ấy, còn bài này thì nếu như mà tìm ra m một rồi thì các bạn cần biết rõ m bằng một này nó chính là mô đun của z bằng một đáp án đúng là đáp án b luôn đó, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Hiểu vấn đề không? Tức là đáp án B luôn. Thằng này nó muốn Z bằng 1 đấy. Đúng không? Còn tất cả đáp án còn lại thì nó đều sai. Thì chúng ta chọn đáp án B luôn. Nhưng thầy muốn dạy kỹ cho các bạn. Bởi vì rất nhiều đề bài người ta yêu cầu tìm Z bằng A cộng Y tức là tìm A thì B. Thì chúng ta thay đâu? Thay vào bước này này. Để mình tìm ra Z ngang trước. Sau đó thì chúng ta tìm được A và tìm được B. Có nghĩa như sau. Căn 26 trên Z ngang. Đúng không? Sẽ bằng M1 các bạn thấy đây. Đó thì làm sao đây M1 thì có đúng chính xác là bằng 2 chứ 3 là chứ 1 không Thằng này là bằng mấy 3 cộng 2 5 y đúng không 5 y Chắc chắn chúng ta tìm được Z ngang thôi Z ngang là bằng căn 26 này đúng không Tất cả cũng trên cho 1 cộng với 5 y Và các bạn tìm được xét ngang thì chắc chắn tìm được Z Từ đấy các bạn sẽ tìm được A và tìm được B Đúng chưa các bạn Nhưng bài này số xấu Nên chúng ta làm đến đây thôi đó, các bạn thấy không ạ? Nó rất là nhanh và cực kỳ mạnh các bạn nhé Nắm vững cho thầy phương pháp làm nắm vững phương pháp làm rồi thôi bước 1 làm gì bước 2 làm gì bước 3 làm gì và tại sao phải làm như thế chúng ta có dấu hiệu nhận biết luôn đó, các bạn hiểu ý chưa bài này là rất quan trọng nha thầy nói trước với các bạn là tất cả các bạn đặt mục tiêu tám cậu phải xử lý được ngon những dạng này đúng không còn nếu bạn nào đang còn thấy mông lung như một trò đùa đó là cái việc mà các bạn cần phải làm cho thật sự cẩn thận vào các em hiểu chưa đó, không thể vội vàng ở đâu các bạn phương pháp này đã xuất hiện rất là nhiều trong đề của bộ nếu như ra module ấy thì có thể là kết hợp của cả gì các bạn cực trị số phức nữa nên các em cần phải cảnh giác đối với phương pháp này được chưa? Đó, hiểu chưa các bạn? chốt nhá hai đã xong một đã xong Đó, những bạn nào mà chúng ta cần file đề để về nhà các em luyện tập thì các em nhớ chia sẻ lại trên để về đúng không ạ? bởi vì thầy sẽ gửi tặng toàn bộ file đề cho các bạn chia sẻ được chưa? Đó, rất là hay nhá tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy bài số 3 đúng không ạ? tức là các bạn phải luyện tập thật nhiều mà nhé không ai nói trước điều gì đâu không ạ? bốn ngày thi rồi luôn luôn phải cố gắng nỗ lực hàng ngày đã học toán về thầy thuận khó chuyện gì các bạn là phải khô máu được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 3 nhé. câu số 3 như sau. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Một câu rất hay đúng không? Nhìn có vẻ lú luôn đấy các bạn. Nếu như câu này mà các bạn làm theo phương pháp thông thường ấy. Thông thường đây có nghĩa là gì? Là các bạn gọi số phức xét cần tìm ra bằng A cộng BI. Đúng không? Rồi uh, mô luôn của Z thì bằng căn bậc 2 cộng A bình cộng B bình. Các bạn thay ở đây để giải phương trình phức ấy. Thì làm đến Tết cũng không ra. Tóm lại rất là lâu. Cực lâu luôn. Mà đối với những bạn tư duy tham cộng thì ở đây chúng tôi không làm như thế. Đúng không? Chúng ta sẽ làm theo phương pháp mô đun hóa mà thầy Thuận đã dạy các bạn. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta tập trung nghe thầy giảng này. Nghe này. Được chưa các bạn? Chú ý nhá. <laughs> Đầu tiên dấu hiệu nhận biết các bạn có công nhận với thầy là bài này nó chỉ có một mình Z nào Đúng không? Các bạn có công nhận có một mình Z nào Và có Z ngang này là Z mô đun này là điều hiển nhiên. Đúng không? Thầy nhắc nước này, có một số bài có cả hai nhưng trường hợp đấy sẽ quy về một trong hai được các bạn hiểu chưa có cả hai thì chúng ta phải quy về một trong hai đó để cho các bạn tiếp tục nghe cái phương pháp nào này làm rất là hay các bạn nhé và thầy đã dạy cho các bạn dấu hiệu làm sao để chúng ta biết được mô đun hóa rồi dấu hiệu rất là rõ rồi nhé Làm được phương pháp làm được bản chất thì chúng ta rất là hay đúng chưa ờ, chúng ta có thầy như sau bước 1 này luôn luôn làm theo ba bước nhá trình tự thôi đặt mô đun của z là bằng m và chỗ này là Z nó nằm dưới mẫu thì các bạn nếu điều kiện là M nó phải lớn không chứ đừng bằng không nhé. thực ra thì mình đặt cho nó đặt chặt chẽ thôi. Đúng không? Để cho nó chặt chẽ thôi. Nếu chả ai gọi là bằng không được hết. Đúng không? Sau đó thì mình thay vào. Thay vào thì các bạn sẽ có luôn này. Vừa thay vừa cô lập luôn các em nhé. Bước 1. Đặt mô đun Z bằng M. Sau đó thay vào và cô lập. Đó là nguyên tắc mà thầy Thuận đã dạy các bạn rồi đúng không? Nếu bây giờ bạn nào nhầm số nhanh chúng ta sẽ có này. 1. Cộng 2Y. Nhân mô đun của Z là nhân với M. Đúng không? Thằng này là căn bậc 2 của 10. Trên Z chỗ này trừ 2 cộng y thì chắc chắn là chúng ta vứt thằng này sang bên tay trái. Trừ 2 chuyển thành cộng 2. Cộng y đổi thành trừ y. Đúng không ạ? Thì bằng gì các bạn? Bằng căn 10 trên Z thôi. Đó. Đúng không? Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Rồi sau đó thì các bạn biến đổi này. Bạn nào mà thích làm từ tốn chậm rãi chúng ta biến đổi như thầy như sau. Quý nhá. Căn 10 trên Z giữ nguyên. Đúng không? Bằng luôn nào. Các bạn nhóm này. Thằng à này nhân phá ra có đúng là một M không? M cộng 2 nhóm lại này, M cộng 2 nhóm lại. Đúng chưa? Chỗ này là 2M nhân Y, chỗ này trừ Y thì chắc chắn chúng ta đặt Y làm nhân tử chung thôi. Trong hoặc có đúng là bằng uh, 2M trừ 1 đâu? Cộng với 10 hoặc đơn này. 2M trừ 1 nhân Y. Đẹp dài không? Đó, cô mận cô lập nhé các bạn để kỹ này. Đấy, 2M trừ 1 nhân Y. Đúng không ạ? Bước thứ hai là chúng ta có quyền gì? Có quyền lấy module cả hai vế phương trình. Tức là mình có module vế bên trái là căn bậc hai của 10 trên Z Đúng không ạ? Bằng mô đun vế phải là mô đun của m cộng 2. Đó, cộng với 2m trừ 1 nhân y có mô đun. Em nhớ chưa? Nếu thầy viết nhầm đâu thì các bạn nhớ nhắc suốt thầy một chút nhé. Bởi vì nhiều lúc thì mình cũng nhìn đây thôi nhưng mà nhiều lúc cũng có hay, hay bị nhầm mà, đúng không? Rồi làm sao đây? Các bạn sẽ xử lý như thầy như sau. Đây là mô đun một thương. Mô đun của một thương thì bằng thương các mô đun, tức là trên tử vẫn là căn 10 bình thường, đẹp dai. Dưới mẫu là mô đun của Z và mô đun Z thì chúng ta đặt bằng m. Các nhìn thấy không ạ? bằng bên tay trái phải của chúng ta. Mô đun thằng này là bằng gì? Đây là phần thực, đây là phần nào? Đúng không ạ? Mô đun của một số phức bất kỳ thì luôn luôn hiển nhiên là bằng thực bình cộng ảo bình, tức là m cộng 2 tất cả bình. Đúng không? Cộng với ảo bình là 2m 1 tất cả bình gọi nhá. Đó, hiểu vấn đề không ạ? mình xử lý thôi. Bạn nó lười ấy thì chơi luôn. Đỡ phải nhân phà ra, đúng không ạ? Máy tính nó lo hết, các bạn lấy máy tính bấm cho thầy như sau. Nếu như lười nhá thì chúng ta sẽ bấm máy tính bởi vì máy tính luôn luôn bấm được là shift slow ve. Em nhớ chưa? Slow ve là ra ngay đúng không? Chúng ta có như sau. căn bậc 2 của m cộng 2 này các bạn nhớ bấm nhá. Nếu bây giờ bấm nhầm thì các bạn nhớ nhắc giúp thầy một chút nhá. Thầy hay hay bấm nhầm kiểu này lắm đấy. Bởi vì chỗ này nhìn qua màn hình mà đúng không? 2m đây, 2x cộng 1 này, trừ 1 đây, tất cả bên này. Đúng không nhỉ? Bên kia là bằng uh, trừ -10 trên m đúng không? Trừ cho căn bậc 2 của mấy nhỉ? Căn 10 này. Đúng không? Trên m là trên x thôi, đúng không? 1/2 à? Shift slow ve thôi, đúng không? Shift slow ve này, được chưa? Chúng ta bấm 3 bằng đi để cho các bạn bằng một luôn đó chắc chắn chúng ta sẽ suy ra m1 luôn và m1 thì các bạn biết đó là mô đun của z là bằng một được chưa chắc chắn chỉ có một nghiệm thôi nếu như nghiệm âm thì làm sao các bạn bằng nghiệm âm thì chúng ta vẫn loại bởi vì đây là mô đun của số phức các bạn nhớ chưa mô đun của số phức bản chất là khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức tức là nó không bao giờ âm được đúng không mà người ta cho các bạn thằng này thì đây là kết quả luôn luôn đúng đó ok không ạ đưa khai ra xong Đề bài hỏi gì? Phần thực của vế đúc. Mà đã tìm được phần thực vế đúc bắt buộc các bạn phải tìm ra xem số phức Z là bằng bao nhiêu để chúng ta thay vào đây. Đó, nên bắt buộc chúng ta phải triển khai theo bước thứ ba. Đúng không ạ? Đó là gì? Thay thằng M vào đầu vào đây. Đúng không? Chúng ta có căn 10 trên Z bằng M là chúng ta tìm bằng 1 nhá. 1 cộng 2 3 đúng không? Cộng với chỗ này là 2 x 1 trừ 1 là mấy nhỉ? 2 x 1 là bằng 1, 1 1 là hết thôi đúng không? Tóm lại cộng Y. Thì từ đấy các bạn sẽ suy ra Z của chúng ta là bằng căn 10 Đúng không ạ? Trên 3 cộng Y Đó là Z của chúng ta đây Đó, hiểu vấn đề không ạ? Tìm ra Z thôi Và đề bài người ta hỏi này Đề bài đang hỏi là, là phần thực của số phức với đúc Tức là bây giờ chúng ta phải tìm ra với đúc trước đúng không? Thì thầy dạy các bạn một cách đó là chúng ta lấy máy tính lấy. bấm Không cần phải dùng bằng tay Đúng không ạ? Đây, bấm 1, 2, 2 cho thầy nhá giờ các bạn phải chuyển đến số phức này Chúng ta bấm thầy như sau Phân số này, 1 trên Đúng không? Một cộng với Z Và Z thật bằng thằng này này viết bằng thằng này tức là phân số tiếp đúng không căn 10 đây bấm cho chuẩn vào thầy nha Ở dưới sẽ là bằng 3 cộng y đó bấm bằng một phát thôi đúng không đơn giản đúng chưa các bạn nhỉ là bằng mấy đây ui rồi số rất là sâu đúng không tóm lại là bằng 1 phần 2 này cộng với cái gì đấy nhân đi đúng không Đó, cái abc thì đấy nhân đi để bài nó hỏi phân thực thôi mà phân thực nó chính là thằng 1 phần 2 này không này đúng không đó vậy chúng ta chốt lại đó chính là cái phần này chính là đáp án của câu hỏi chúng ta chọn đáp án c một bài toán rất là hay. cực kỳ đẳng cấp và làm rất là nhanh các bạn nhá. ở đây thì thầy luôn luôn giải rất là từ tốn chậm rãi để cho tất cả các bạn chúng ta đều ngấm được và hiểu được phương pháp là tại sao chúng ta phải làm như thế và làm như thế nào đúng không ạ? trong quá trình đi thi thì các em có thể làm nhanh hơn và có thể nhẩm đẳng cấp hơn đúng chưa? đó là câu số ba. các bạn đã hiểu câu số 3 này chưa? đề bài đang hỏi phần thực phần nào các bạn không cần quan tâm đúng không ạ? hiểu chưa? có hay không? nếu hay thì các bạn cho thầy một tim và nhớ chia sẻ lại stream này về. sau live stream thì thầy sẽ ẩn mất thì các em sẽ không thấy được cái video này nữa để có một lúc nào đấy các bạn sẽ cần phải xem lại các em nhớ chưa đó Hãy hiểu câu số 3 chưa các bạn có thấy hay không à, các bạn không đó, nếu đẳng cấp và thật sự hay thì các em nhớ thả tim thầy đó cho thầy một cái tim nhé đó cho nó hoành tráng đúng không <laughs> hiểu nhá đừng có vội vàng các bạn học cái này không vội được không nhá học cực trị số phức là một học mô đun hóa số phức là hai bài toán mắc mi số phức và quy tích đều phải học chậm dãi để các bạn nắm được phương pháp làm đó. chứ còn nếu các bạn làm bài tập nhiều quá mà làm đến nỗi lú luôn đấy làm nhiều mà sau đó không đúc rút ra kinh nghiệm rất khó tóm đi tóm lại là các em cần phải rút ra phương pháp giải tại sao phải giải giải như thế nào đó là cái quan trọng nhất của những bạn tư duy tám cộng mà thầy thuận đã nói các em rất rõ rồi ok không ạ được chưa tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số câu số bốn rồi câu những câu như này thì nói thật với các bạn nếu các em làm theo phương pháp thông thường ấy tôi thực quên đi nó làm rất là lâu các bạn lâu lắm đấy các bạn không tin thì các em thử đi nếu như gọi số phức xét cần tìm thay vào đây mà giải thì nó rất là lâu cực lâu luôn đúng không bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển đấu cho thầy những câu mà có thể áp dụng được mô đun nhé tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 4 thầy như sau nghe kỹ nhá nghe kỹ các bạn không vội đâu không vội được cứ bình tĩnh nhé câu 4 như sau thầy ơi khi nào thầy dạy mắc minh số phức vậy thầy chắc là sắp tới thì thầy sẽ làm cho bạn một số buổi thực ra thì nói thật với các bạn thầy là một trong những con người mà luyện thi thì chắc họ tầm khoảng 10 năm nay rồi mà thầy rất yêu thích về mắc minh số phức. tất cả bài toán vận dụng cao thầy yêu thích nhất là mắc minh cái thời mà thầy còn dạy cho anh chị 2k1 ấy, thầy dạy 10 buổi vận dụng cao thì dạy 9 buổi về mắc minh số phức thì các bạn biết là thầy rất thích rồi đúng không ạ vì thế các bạn chú ý nhá Những bạn nào đang theo dõi thì các em chia sẻ lại này về và chú ý cập nhật ở trên trang fanpage để các bạn lấy tài liệu đúng không ạ các bạn lấy tài liệu ra là làm trước đi rồi sau đó thì theo dõi thầy chữa thì nó hiệu quả rất là nhiều đúng không? nó cực kỳ có hiệu quả khi mà các bạn được có tài liệu làm trước em nhớ chưa nhấn mạnh nhá. Rất, rất rõ ràng đấy các bạn nhá nào chúng ta chuyển sang câu 4 như sau đọc kỹ đề này cho số phức z thỏa mãn thằng này đúng không ạ và rõ ràng biểu thức này thì cũng hoàn toàn tương tự nó chỉ có một mình thôi đúng không chúa sơn lâm chỉ có một là có z hoặc z nga đó tí nữa thì thầy sẽ lấy ví dụ các bạn có cả hai các em yên tâm nhé có đúng không à, cái thằng này hiển nhiên có rồi đúng không bằng tháng trên mặt phẳng tọa độ khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức Z thuộc tập nào <laughs> nghe câu vẻ hoành tráng các bạn để nghe này khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức thuộc tập nào Ông đi tóm lại là cái gì hỏi mô đun của z bằng bao nhiêu đó có đúng không đọc xong câu hỏi các bạn tư duy rằng là đó là mô đun của số phức Z. tại sao bởi vì mô đun đều là khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức đó, các bạn chưa? Đó nguyên tắc rồi nhá, không phải nhắc lại rất là nhiều nữa. Tóm lại bây giờ các em chỉ cần làm bước hai là đủ rồi. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta vào việc luôn thầy như sau, giải luôn. Nghe này. Bước 1. Thầy đã dạy rồi đúng không? Thầy thuật đã dạy rất rõ ràng rồi, mình sẽ luôn luôn đặt cái gì các bạn nhỉ? Đặt mô đun của Z là bằng m. Và trong bài này các em nhớ nhé, cẩn thận một chút nhiều nữa, nó nằm dưới mẫu thì các bạn mặc định là mơ nó phải dương. Thực ra các bạn bỏ mà không đây cũng chả bắt bẻ bởi vì trách nhiệm mà đúng không? nhưng mà chúng ta làm cho nó đỡ mất tính tổng quát thì các em nên cho nó lớn không cho nó chuẩn về đề bài đúng không? bởi vì đây nó nằm dưới mẫu này không ai bằng không được em nhớ chưa sau đó thì thay vào vào cô lập đúng không thay vào vào cô lập ở đây các em để ý ngay và luôn đó là chính là gì 3 trừ 4 y này thay vào nhá chúng ta có này 3 trừ 4i đúng không ạ nhân với z bằng luôn 8 này để nguyên ờ, chỗ này là trừ 4 trên z ngang các bạn chuyển sang bên kia thôi đó là cộng với 4 trên gì các bạn 4 trên m đó đẹp ra chưa 8 cộng với 4 trên m Đồng ý không ạ? Hiểu không? M là mô đun của Z nhá Sau đó thì mình làm sao? Bước 2 chúng ta triển khai luôn Đó là mô đun của vế bên trái bằng mô đun của vế bên phải Tức là mô đun của 3 chữ 4 y Nhân với Z Đúng không? Bằng mô đun vế bên phải là mô đun của 8 Cộng với 4 trên m Đúng chưa? Các bạn tương đương này Thằng này xuất hiện mô đun của một tích Thì các bạn biết là bằng tích các mô đun Đúng không? Mình tách ra thằng mô đun của 3 chữ 4 y thôi Đúng không? Nhân với mô đun của Z bằng uh, mô của 8 cộng 4 trên m thì thằng này luôn luôn dương này và đó là phần thực luôn tóm lại là các bạn bỏ chị tuyệt đối luôn 4, 8 cộng 4 trên m các bạn nhớ dần đều không có hiểu đều không ạ m của ta dương mà hai thằng này cộng với nhau đều là một số hết nào tương đương cho thầy như sau thằng này mới mô của 3 4 y bằng 5 <laughs> đúng không ạ thì tóm lại là mô đun của z là chính là m nhá thằng này này chúng ta có 5 luôn này đúng không ạ đó, 5 luôn nhé, 5 luôn. Nhân với uh, mô Z là nhân với M thì bằng 8 cộng với 4 trên m Đó, được chưa các bạn Được đấy không đó, Thằng này mới nhá Thế sau đó lên máy tính bấm <laughs> Đúng không, cứ lên máy tính bấm đó, Dạy gì đâu đúng không Bấm như thế như sau 4 trên x nào, 4 trên x đâu Đây, m là x mà đúng không ờ, Cộng 8 này rồi, Trừ cho 5m đúng không Trừ 5m trừ 5x Sau bấm shift slow về. Đúng không nhỉ Chúng ta quên tắt số phức rồi Nào, bấm lại nào Được chưa ờ, 4 trên x à 4 trên x này đúng không? Cộng 8 này. Rồi trừ cho 5M là trừ 5X các bạn nhá, trừ 5X đâu, 5X đây. Đúng không? Bấm shift show cho thầy. Ờ à, 2 bằng đi. Kết quả bằng nhiêu? Bằng 2 luôn. Ui giời quá đẹp trai luôn. Tóm lại M 2. Được chưa? Và M 2 thì rõ ràng là gì? À đó chính là mô đun của số phức cần tìm là bằng 2 luôn. Đẹp trai không? Thì người ta hỏi các bạn là nó là thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây? Thì mình chọn đáp án gì các bạn? Đáp án D luôn. Đúng không? 2 nó nằm trong khoảng từ 1/2 đến 9/4 mà. Perfect chưa? Rất là dễ dàng, cực kỳ nhanh. Đúng chưa các bạn? Đó, ok không ạ? Sao liver thi thử thầy xóa rồi ạ? Ôi để cho những bạn nào xem trực tiếp thì các bạn có quyền lợi thôi đúng không? Nếu không xem trực tiếp thì rõ ràng làm sao mà xem lại được? Nó lý do vì sao thầy khuyên tật là tất cả các lý do là cái livestream của thầy ý. thì các em nên chia sẻ về để chúng ta xem lại. Các bạn nhớ chưa? Đó, câu 4 chốt hạ đã xong. Nhẹ nhàng không? Qua là nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ con nhà bà nhàng luôn. Đúng không? Đẳng cấp không? Tất tình cảm đúng không? Tất cả bài toán mà kiểu như thế này chúng ta làm mô đun hóa thì làm rất là nhanh được chưa <laughs> hay không có ai có tìm được thằng này là được thôi nhưng có một cái mà thầy muốn nhấn mạnh các bạn này nghe câu hỏi thì có vẻ lòng ngoằng đọc xong lú đúng không khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức xét thuộc tập nào đó là hỏi mô đun của Z các bạn nhớ chưa perfect đúng không sao À, không cần làm bước 3, bước 3 làm gì đâu mà mệt đúng không? Thực ra thì làm bước 3 vẫn được. Bởi vì sao? Bởi vì tìm được Z rồi. Đúng không? Tìm được mô đun Z thầy đây chắc chắn chúng ta tìm được Z đúng không ạ đó thế là xong nhưng mà bây giờ chúng ta không cần phải làm bước 3 được chưa trừ phi là đề bài chúng hỏi là Z bằng A cộng Y và tìm A tìm B chẳng hạn thì chúng ta mới tiến hành bước 3 thôi em nhớ chưa là câu số 4 nhá tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 5 đó câu số 5 đây có một đề thi trung học thông quốc gia 2018 có nhá 2019 cũng có các em phải để kỹ nhá thầy sẽ tuyển tập rất là nhiều đề thi của bộ nó áp dụng mô đun hóa nên tất cả các bạn chúng ta cần phải đề kỹ cao đặc biệt là những bạn xác định mục tiêu của mình là tám cộng toán ấy thì luôn luôn phải để ý cho thầy những phương pháp như này bởi vì các bạn không biết được thì chứng tỏ các bạn sẽ thiệt thòi hơn rất là nhiều rất rất nhiều so với đối thủ các em nhớ chưa đó. nhớ là các bạn phải chia sẻ về nhá những bạn nào chia sẻ về thì hoàn toàn chúng ta xem được và thầy sẽ gửi tặng cho các bạn tất cả các bạn chia sẻ những bạn nào không chia sẻ thì chắc chắn chúng ta không có phải đề các em nhớ chưa ok không ạ <laughs> nào câu số năm như sau ờ, xét số phức xét thỏa mãn biểu thức đây nhìn thấy không đó, nhưng khá là hoàng này đúng không? Mệnh đề nào dễ đều đúng? Đó, nhìn vào cái đầu tiên các bạn chỉ cần mất một tích tắc thôi hay là chính xác một nốt nhạc là các bạn biết chắc chắn dùng phương pháp mô đun, đúng không ạ mô đun hóa đấy tại sao bởi vì đề bài câu hỏi người ta hỏi mô đun là một này. trong biểu thức này nó chỉ có một chùa sơn lâm duy nhất là z đúng không có thằng này thì có điều điều hiển nhiên rồi đó đúng không ạ đấy đã học về thầy thuận học đến đâu là chắc chắn đến đấy nhớ chưa học đến đâu là phải chắc cốt đến đấy và các em cần phải rút ra phương pháp làm chung Đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta vào việc luôn như sau Tất cả, tất cả các bạn tập trung nhá Tập trung nghe thầy giảng bài này Tập trung đi các bạn nhá Cao độ vào Chúng ta có như thế như sau Bước 1 Đặt đúng không ạ? Cứ đặt thôi các bạn nhá Thực ra nhiều bạn hỏi là em không đặt là Có làm sao không? Em không thích đặt đấy à, Thì cũng được mà có gì đâu Điều Đối với những bạn nào không đặt Thì các em phải tư duy rất rất là tốt Để tránh trường hợp chúng ta nhầm lẫn các bạn nhá Nhầm lẫn ấy Và phòng thi có khả năng lú rất cao Nên thầy khuyên là các em cứ nên đặt Đúng không ạ? Đặt cái gì? Đặt mô của Z này Các bạn đặt bằng M với điều kiện là m của chúng ta trong bài này lớn hơn hoặc bằng không để cho các bạn đặt bằng t bằng a bằng k gì đó thì cũng được tùy các bạn nhưng bản chất là m là một con số không âm đúng không ạ rồi thay vào và cô lập nào các bạn chiến luôn như sau thay vào đây đúng không ạ chúng ta có thể như sau thay vào nhá mặc định này 2 i nhân với z đúng không thằng này là m đây thì thầy có luôn là i trừ một nhân m cộng với chỗ này là trừ cho một cộng y luôn đẹp dài không? Thực ra đến đây là cô lập rồi đúng không ạ và các bạn có quyền chuyển sang bước thứ hai ngay về luôn. đó là các bạn có quyền lấy module này về nhưng trước khi lấy đun các bạn biến đổi tương đương một chút xíu cho nó đẹp dài. như sau, hai nhân z để nguyên bằng. các bạn để ý này, thằng này trừ m trừ một đúng không? trừ m trừ một tức là trừ m một đơn m cộng một đúng không? tiếp tục, chỗ này là cộng m y mà trừ y thì chúng ta mở một đơn cộng với m đúng không ạ? trừ một nhân đi. các bạn kiểm tra lại được chưa như bạn hỏi tây tại sao phải nhóm như này nhóm như này để làm cái gì nhóm như này để các bạn sẽ hiểu là toàn bộ về bên tay phải của chúng ta cũng là một số phức thuần con nhà mặt túy trong đó thằng này này là phần thực đúng không ạ và thằng này là phần ảo đó là lý do vì sao chúng ta nhóm nó lại đúng không rồi sau đó thì mình lấy mô đun luôn lấy mô đun luôn có nghĩa là mô đun thằng bên trái bằng mô đun thằng bên phải Nghe chưa đó các bạn có quyền làm luôn nếu đi thi thì các bạn tinh giản cho thầy một số bước nó rườm rà đi chơi luôn đúng không tương đương này module bên trái là module của tích thì bằng tích các module module của hai y nhân với module của z đúng không bên này thì bằng module của thằng này thì bằng căn bậc hai thực bình cộng bình thôi căn bậc hai này thực là trừ thằng này tất cả bình thì cũng là bằng m cộng một tất cả bình luôn đúng không ạ cộng với m trừ gì các bạn chỗ này trừ một đúng không m trừ một tất cả bình đó, đẹp trai không? Tương đương có thầy nhá. Hay mô đun hay là bằng 2, thằng này bằng m, đúng không? Bên này thằng căn bậc hai cái gì nào? Em có nhầm được không? M bình cộng m bình là 2m bình này. Đúng không? Trừ 2m cộng 2m hết, cộng 1 cộng 1 là cộng 2 thôi, gì mà căng. Đúng không ạ? Sau đó mình bình phương hai về lên cho thầy nhá. Thì các bạn có thằng này 4m bình này bằng với 2m bình hoặc cộng 12 đúng không vậy tương đương với thì bạn bạn nhỉ m bằng một luôn đúng không? Tóm lại m đáng lẽ là bằng cộng trừ một nhưng mà ở đây chúng ta gọi là dân chơi. Các bạn nhầm luôn giúp thầy là m bằng một luôn. Tại vì m bằng trừ một chắc chắn loại. Ok không ạ? Các bạn đúng là gì? Đáp án C. Đó. Hiểu chưa các bạn? Hiểu không? Bình thường là m bình bằng một thì m của ta bằng cộng trừ một. Nhưng các em đều thừa hiểu một điều là m của ta không âm. Thì mình loại luôn cái thằng này đi. Cho nó gọi là dân chơi. Đấy, các bạn nhìn thấy vấn đề không? Hay không? Quá đẳng cấp chỉ cần dùng một bước hai là được rồi chí bài này người ta hỏi các bạn số phức Z bằng bao nhiêu thì các em đều hiểu là chúng ta chỉ cần thay m một chính là mô đun của z vào đây chắc chắn một trăm chúng ta bấm một phát là ra z luôn nếu như thích hỏi z là bằng bao nhiêu đó các bạn hiểu về đây không ạ đã tìm ra thằng này rồi thì nếu như người ta họ có vô tình người ta hỏi z bằng bao nhiêu nhé bây giờ chúng ta chơi luôn đi bước 3 đi đúng không? nếu như người ta hỏi z bằng bao nhiêu thì các bạn chỉ cần thay m một vào đây đúng không hoặc nếu như bạn nào đẳng cấp thì các em chỉ cần thay vào đây được rồi nhưng mà ở đây thì thầy sẽ dạy các bạn này rất đơn giản rồi thay ở đây luôn nhé thay đề bài cho dân chơi đi 2 y nhân z bằng à. nhớ là m1 nhá đây m1 này tức là chúng ta có y 1 nhân với 1 đúng không là bằng y luôn đó tóm lại cộng với gì các bạn trừ cho 1 cộng y đúng không tiêu đúng chính xác là các bạn nhầm luôn đi ra à, sao đây ờ, trừ 1 trừ 1 là bằng trừ 2 này đúng không y trừ y hết à, 2 trừ 2 y thì các bạn sẽ biết là bằng trừ 1 trên y À, đúng không? Thì kiểu gì mà chả làm được. Xong. Đến đây thì các bạn có thể uh, biết rằng là bản chất chia số phức thì các bạn nhân cho cả tử và mẫu cho cho đối của nó. Đúng, không? số phức lên hợp của nó là, là gì các bạn? Trừ 1 nhân trừ y là chính là bằng gì các bạn? Là bằng uh, uh, gì các bạn nhỉ? Trừ 1 nhân với trừ y nó chỉ bằng y này, đúng không? Trên là dưới mẫu là bằng trừ uh, y bình. Thì bằng mấy các bạn? Bằng à uh, y luôn, đúng không? Đó, bằng y luôn, bởi vì chỗ này trừ 1 mà. Đúng không? Công ty các bạn lại mình bấm lại thôi. Đây. có trừ 1 trên y này, đúng không? một đâu y này đó, bấm bằng gì các bạn bấm mốt hai chưa nhỉ bấm mốt hai lại nhá trừ một này đúng không chia cho y này bằng mấy đây bằng y luôn đó được chưa các bạn nếu người ta thích sỏi xét chúng ta chơi luôn mà thích gì đây thì chơi đấy thôi đúng không đó là câu số câu uh, số 5 của chúng ta các bạn thấy phương pháp này có hay không các bạn nó giải quyết rất là nhiều các bạn cực nhiều luôn và đây là đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 bắt buộc các bạn phải nhớ phương pháp đấy thì mới được tính trọn vẹn là một câu ngon nghẻ được đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đã hiểu câu số 5 chưa? Đây là trong bài này thì thầy nhắc cho các bạn rằng là người ta chỉ hỏi các bạn là mô đun của Z bằng bao nhiêu. Tức là các em có quyền là chúng ta dừng lại bước thứ hai rồi. Nếu như trong trường hợp là người ta yêu cầu các bạn phải tìm ra số Z cụ thể thì mình sẽ làm như nào? Là chúng ta thay ngược vào trên chắc chắn tìm ra Z được. Đó, các bạn nhìn thấy hay không? Hay không các bạn? Có đẳng cấp không? Rất đơn giản đúng không ạ? Những bạn bình thường thì nghĩ vẫn tiếp thu được mà. Có vấn đề gì đâu. Đúng không? Cái quan trọng nhất là các bạn có chậm dại được hay không thôi đúng không? Có chọn giải thì các bạn ngắm được phương pháp và bản chất của nó hay không thôi nhá. Được chưa các bạn? Hay không? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 6, lập câu rất hay trong đề thi trung học phổ gia năm 2018 và các bạn muốn chiếm trọn vẹn điểm câu này thì chúng ta phải làm cho thầy theo phương pháp mô đun hóa đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Một bài toán này nhìn thì thôi nhưng mà các bạn cứ là thử làm thông thường thì không biết. Đúng không? Các bạn thử làm theo phương pháp thông thường thì các bạn mới biết được và nó phức tạp ra làm sao đúng không cứ thử làm đi ông cứ chơi theo ở phương pháp thông thường đi và phương pháp thông thường là cái gì là các bạn gọi z bằng a cộng b y ra đây tất cả chạy này có z thay bằng a cộng b y. chỗ nào có z kiểu mô đun trị tuyệt đối này này đó là căn bậc hai của a bình cộng b bình đúng không mình thay vào và đưa về dạng hai số phức bằng nhau thì các em làm được không phải không làm được nhưng làm rất lâu em nhớ chưa làm rất lâu cực lâu luôn em nhớ chưa đó, đúng không các em? Cơm gạo một mặt giấy thế ạ à? đấy, cứ thử đi mà xem. Vậy trong bài này thì ở đây chúng tôi không làm như thế đúng không? Thì các em biết rằng là trong bài này thì bản chất nó cũng là có một chúa sơn lâm. Các em nhìn thấy đấy, để ghi đề bài này. Có một phương trình phức rất là dài và cực kỳ loằng ngoằng. Đúng không? Rất là dài và cực kỳ loằng ngoằng nhé Đó. Được chưa? Và rõ ràng là trong bài này thì trong rừng của chúng ta cũng chỉ có một chùa sơn lâm duy nhất đó là Z thôi. Nhưng các em yên tâm chưa? Thoải mái rồi nhé, yên tâm thoải mái thôi. Đó. nếu trong hiệp có cả hai thì thầy sẽ dạy các bạn cách để đưa về một được nếu trong trường có cả hai nhưng thằng đấy nó cũng là thiểu số đúng không nó thiểu số trong đa số các bài toán đề thi trung học phổ quốc gia thì nó một là có z hoặc là có z ngang một dừng chỉ có một chú sơn lâm đó là quy luật của làm bài toán về mô đun hóa được chưa các em chú ý ý này dài này chú ý vào nhá dài này tập trung vào không thể vội đâu ông nào vội thì chắc chắn là toang đấy đừng có nhạc xị ngậu lên là toang đấy được chưa bước một luôn luôn thầy thuận đã dạy làm sao đây câu nào là không làm được chọn toàn C à? <laughs> Thôi, chơi kiểu đấy thì toàn đấy. Only C mà nhiều bạn thì thi về only C rồi, only C. <laughs> để khi ra khỏi phòng thì toàn <laughs> B với A với D. <laughs> Thôi không chơi kiểu đấy đâu. Thời đại bây giờ khác rồi. Nhá. Yeah. Đừng có only C nữa thì mệt đấy, ra về là mệt đấy các bạn. Thôi tập trung vào này. <laughs> để chưa? Chúng ta có như sau. Ở bước 1 thầy Thuận đã dạy các bạn là gì đây? Thầy Thuận đã dạy rằng là đặt đúng không ạ? Chúng ta đặt Uh, mô đun của Z là bằng M thôi đúng không mình cứ chơi thôi M trong bài này lớn bằng không gọi nhé nhớ đặt điều kiện giúp thầy một chút xíu bởi vì trong một số trường hợp là chúng ta hay nhầm thì cái việc mà có thêm điều kiện thì thực ra thì nó cũng là giúp các bạn rất là nhiều trong quá trình loại nghiệm đúng không mình thay đây thay tất cả vào thầy đúng không thay vào chúng ta suy ra luôn này này M nhá chúng ta có M nhân với Z trừ 4 trừ Y đúng không nếu thầy viết nhầm thì các bạn nhớ nhắc như nhá cộng với 2Y này bằng với 5 Y nhân với Z đúng chưa thay vào sau đó thì mình biến đổi tương đương là mình nhân bung hết tất cả ra và cô lập z đúng không nếu bạn nào nhầm số thì các em sẽ suy ra này nếu bạn nào đẳng cấp thực sự thì các em nhớ như này thằng này m nhân z thằng này có trừ y nhân z chúng ta chuyển sang về bên tay trái thì rõ ràng là chúng ta có m cộng với gì các bạn nhỉ m cộng y đóng hoặc là nhân z đó được chưa đấy xem sao đúng không ạ à chỗ này còn có gì các bạn nhỉ có có cả cả cộng năm nữa cơ Tóm lại chỗ này chúng ta phải trừ 5 nữa, xin lỗi các bạn, chỗ này trừ 5 nữa thì đẹp. Đó, được chưa? M cộng y trừ 5 nhá. Các nhìn được đấy không các bạn? Cộng y này trừ 5. Nhân Z. Được chưa? Tức là chỗ này có Z này, M nhân Z này, chỗ này là có 5 trừ y thì chuyển sang bên kia thì cộng y trừ 5 có cả M đây. Có tất cả những cái còn lại vứt sang về bên tay phải rồi. Vứt sang cho thầy nhá. Này, nhân với trừ -4 trừ y sang bên kia thì là bằng M nhân 4 đúng không? Cộng y luôn. Cộng 2y vứt sang bên kia là trừ 2y có đẹp trai không? Đơn giản mà. Đúng không? Tương đương với gì? Cái này chúng ta có này. M 5 cộng với y nhân với z. Được chưa các bạn? Nhóm lại cho đẹp trai nhá. Nào bây giờ chúng ta bung thằng này ra nào. Bung thằng này ra chúng ta có 4m này. Đúng không? Chỗ này có m nhân y và trừ 2y thì các bạn sẽ có cộng với m một đơn m trừ 2 nhân y. Đó. Và các bạn thừa hiểu là chúng tại sao chúng ta phải nhóm như này rồi, đúng không? Tại sao chúng ta phải nhóm như này rồi? Được chưa các bạn? tương đương như sau tương đương như sau tương đương như sau các bạn chú ý này bước thứ hai là chúng ta có quyền lấy mô đun cả hai vế đúng không ạ mô đun cả hai vế có nghĩa là gì mô đun cả hai vế có nghĩa là gì mô đun vế trái bằng mô đun vế phải tức là mình có quyền tương đương với mô đun thằng này nhá là tương đương với này m trừ năm này đúng không ạ cộng với y này đó nhân với z này đúng không thì bằng mô đun vế bên tay phải thôi mà mô đun vế bên tay phải thì nó là chính là gì là mô đun của 4M cộng với gì các bạn? M 2 nhân y. Đó. Em nhớ chưa? Hiểu chung không ạ? Tương đương nhá. Cái này làm sao? Mô đun của một tích thì thầy đã dạy các bạn rồi. Là bằng tích các mô đun. Kể cả thương nó vẫn là tích. À, thương các mô đun. Tức là có quyền các bạn tách ra. Đúng không ạ? Và cái này các bạn sẽ suy, ra luôn này. Là mô đun của toàn bộ thằng này là bằng căn bậc 2 của M 5 tất cả bình. Đúng không? Cộng với một bình là cộng 1 luôn. Hiểu vào không? Là mô đun của thằng này đấy đúng chưa nhân với nhân với mô đun của z là nhân với m để ra không ạ bên này em thế nhá bên này em thế thôi dạ mô đun thằng này đây là phần thực này các bạn nhớ kỹ nhá 4 m là phần thực m trừ hai là phần nào thì bằng căn bậc hai của 4 m tất cả bình thực bình cộng ảo bình là m trừ hai tất cả bình đó được chưa các bạn sau đó thì thực ra thì các bạn có quyền bình phương lên cho nó đẹp ra nhá đẹp ra chúng ta bình phương tất cả hai về lên thì cái có là m bình luôn thằng này sẽ là bằng m trừ năm tất cả bình cộng với một đúng không bên này thì bình phương thôi m bình là bằng 16 m bình luôn này cộng với m trừ hai tất cả bình được chưa các bạn và sau khi mà chúng ta đã triệt tiêu hết ấy, nó sẽ còn lại duy nhất một phương trình có ẩn mở và các bạn biết việc còn lại là máy tính sẽ lo các bạn không phải lo đúng không ạ việc còn lại là có máy tính là lo nếu bạn lười các bạn bấm ship solve cho thầy đúng không chơi luôn các bạn nhớ như thế này đây bấm mode 1 một thôi nhá tức là chuyển về chế độ số thực cho thầy các bạn bấm chuẩn cho thầy nhá nếu bấm thầy bấm nhầm rồi các bạn nhớ nhắc cho thầy đúng không x bình này nhân với uh, x trừ năm tất cả bình nhá x trừ năm này đúng không nhỉ? x trừ năm này tất cả bình này đúng không cộng với một này đó đóng ngoặc lại thầy nhá sau tất cả bên này chúng ta chuyển sang bên tay trái cho thầy sau đó bấm shift zone đúng không bốn m bình là 16 sáu bình chuyển sang bên này là trừ 16 sáu bình luôn là trừ mười x bình đúng không tiếp tục trừ cho gì m trừ hai tất cả bình chuyển sang bên kia đúng không x trừ hai tất cả bình đúng không shift slove hai bằng bằng bao nhiêu đây bằng một luôn bạn nhìn thấy không ạ bằng một luôn số rất là đẹp cực kỳ đẹp là chúng ta suy ra m một bạn hiểu vấn đề không ạ m một và rất nhiều bạn sẽ hỏi là thầy ơi có nghiệm nào không có nghiệm nào khác nữa không thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu này bản chất phương trình này phương trình bậc bốn bạn thấy không nếu bạn nào đẳng cấp thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ biết là phương trình bậc bốn và phương trình bậc bốn thì có khả năng là có bốn nghiệm đúng không nhưng trong đó thì sẽ có các nghiệm âm và các nghiệm dương tùy các bạn đúng không bây giờ các bạn bấm shift số một lần nữa thôi, xem có nghiệm khác hay không. Đúng không? Đó, chúng ta sẽ bấm như thế này Hai bằng hoặc 6 bằng, xem còn có nghiệm nữa không. Thì chắc chắn cũng chỉ có một nghiệm bằng một thôi. đúng không ạ? Đúng chưa? Chắc chắn cũng chỉ có một nghiệm bằng một thôi. Được chưa? Mặc dù nó có nghiệm âm nhưng mà chúng ta không cần phải sol thằng âm. nếu như bạn nào đẳng cấp các bạn bấm shift Slow ve trừ 2 bằng thì không cần thiết, bởi vì nó sẽ dò xung quanh cái thằng nghiệm âm này thì nó không cần thiết. Bởi đường nào chúng ta loại đi. Đó là lý do vì sao nó tư duy tam cộng nó làm đấy. Các bạn không cần ship nghiệm âm mà ship xôn cái nghiệm dương này, Đúng không ạ? Để tìm ra nghiệm bằng 1 và chắc chắn chỉ có một nghiệm duy nhất là M1 Được chưa? Đó, đó là bạn đẳng cấp thực sự khi mà ship xôn ấy Các bạn không cần dò nghiệm âm Bởi vì dò ra nghiệm âm cũng cũng loại Và chúng ta chỉ có một nghiệm dương duy nhất là M1 là thỏa mãn thôi Cái khác coi không, không quan trọng Được chưa các bạn? Có cái khác coi không, không quan trọng Mà sau khi tìm được M rồi Bằng 1 rồi nhá Mình thay đây Thay đầu, thay đầu, thay đây ó cho nó nhanh đây thay đây đây nhìn thấy không đây là nhanh nhất đó, thấy hay không ạ hiểu chưa các bạn đó thay thử 10 10 10 đi à đây bạn ship son 10 cho thầy xem nào 10 đi đó, thử đi à có một cái nghiệm là 8,95 đúng không tóm lại có một nghiệm nữa chẳng hạn đó, các bạn cứ ship son thoải mái nhé 8,95 đúng không 8,95 là hai nghiệm thứ hai đấy nhưng mà các bạn nhớ không bao giờ ship son nghiệm âm đúng không ạ không bao giờ ship son nghiệm âm hết thế chưa Đó Không bao giờ ship xôn nghiệm vào hết thế chưa Bởi vì xôn ra thì chúng ta cũng chả có làm gì hết Đường nào cũng loại Đúng không Mình chốt lại là có hai hai nghiệm hai m Được chưa các bạn Sau khi tìm được hai m này rồi Nếu như bạn nào đẳng cấp thực sự ấy, Thì các bạn biết là mỗi một m thì nó đẻ ra một z Hiểu đấy không Cứ có một m nó đẻ ra một z Bởi vì m thay đây Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một z Vậy chốt đi chốt lại là chúng ta có hai số phức cần tìm là bạn A. Đó Hiểu không? Còn nếu như trong trường hợp mà có một số bạn mà có thể là dò thêm các nghiệm khác thì các bạn phải nhớ này Có thể dò ra các nghiệm khác nha Đây, ship slot này có một nhiều bạn đã bảo là có bài 0.5 đúng không? Thử xem 0.5 có ra không nhé À, là có ra một nghiệm nữa nhỉ? Ui rồi thế thì có một nghiệm nữa các bạn Đó, đây là chúng ta còn 0.69 nữa đúng không? Ui dồi, có ba nghiệm này nhỉ? Thế thì ba nghiệm thì ba đã bán rồi nhá Thì bán B đúng không? Đó, thế thì bài này có kinh nghiệm là gì các bạn nhỉ? Trong trường hợp mà nhiều nghiệm ấy thì các bạn nên ship son đầu tiên ấy các bạn ship son một là nghiệm đầu tiên trước đúng không ạ là tìm năng nghiệm nhé sau đó thì chúng ta sơn cho thầy các số nó to hơn ví dụ mười ạ đúng không và thậm chí các bạn có thể sơn thầy không phải năm là số nó bé hơn một chút xíu để các bạn tìm nó tất cả các nghiệm để cho các bạn đó tức là chúng ta có tổng cộng ba nghiệm đúng không nếu ba nghiệm thì chắc chắn sẽ có có ba số phức cần tìm là các bạn chọn đáp án b luôn còn trong trường có hai nghiệm thì chắc chắn đáp án a như bạn hỏi thế tại sao lại có hai nghiệm m lại có hai số phức vậy thầy bởi vì về bản chất sau khi tìm xong M thì mình sẽ thêm vào đây. Cứ có một M nó sẽ để ra một Z. Đó, các bạn hiểu chưa? Có một M sẽ để ra một Z. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì chúng ta tìm ra ba nghiệm thôi, ba nghiệm là xong ta chọn đáp án B luôn. Bởi vì đây bài chỉ cần tìm là có bao nhiêu nghiệm phức thỏa mãn thôi, chứ không cần phải tìm ra số phức nó là cái gì. Được chưa các bạn? Đó, chúng ta chọn đáp án B. Còn trong trường hợp mà một số bạn bảo chắc cốp ấy thì thầy dạy cho bạn cách chắc cốp này, cách chắc cốp 100% nha. Chắc cốp này, 100% đều tìm ra tất cả nghiệm được luôn Đúng không? Các bạn nghe này Vẫn có cách Chứ không phải không có cách Nhưng các bạn phải dùng hai máy tính Đúng không? Các bạn phải dùng hai máy tính Đó. Các bạn nhớ chưa? Phải dùng hai máy tính Thì các bạn mới chắc cúp 100% được Tại sao? Thầy lấy ví dụ nha Ví dụ các bạn tìm ra một nghiệm một rồi nhá Thì để tìm cái nghiệm thứ hai ấy, Thì theo quy luật xôn chúng ta sẽ làm sao? Các bạn đóng ngoặc mở ngoặc thằng này lại Đúng không? Chúng ta chia cho x trừ nghiệm đấy X trừ đi 1 đúng không? thì chúng ta xôn một thằng nữa ví dụ thầy xôn bằng hai hả? chắc chắn sẽ tìm được nghiệm thứ hai, không bao giờ là nghiệm một hết. Đấy. không ạ? đó là chắc cốt một trăm phần trăm. em nhớ chưa? đó tiếp tục. để tìm cái nghiệm thứ ba thì làm sao? đúng không? để tìm ra nghiệm thứ ba là cái nghiệm tám 97 này, này thì làm sao? chúng ta đóng ngược mời ngoặc lại, đúng không? trừ chia cho x trừ đi cái nghiệm đấy. sau bấm shift xôn làm một lần nữa. đúng không? nhưng nghiệm đấy là phải nghiệm chính xác tuyệt đối nên bắt buộc các bạn phải lưu biến a. các bạn trừ a thằng này này đúng không? Nếu như các bạn lưu biến a rồi nhé, các bạn lưu trừ do chia đưa, x trừ a, bạn bấm xôn một lần nữa thì chắc chắn ra ở đáp án này. Đó là nếu như chắc cốt thì bạn phải dùng hai máy tính, bởi vì lưu a thì nó mất phương trình. Các em hiểu chưa? Đó hiểu vấn đề không ạ? Còn nghiệm âm như bạn hỏi thế có một nghiệm âm nữa thì làm sao nghiệm âm chắc chắn phải loại. Các bạn không cần phải xôn nghiệm âm để làm gì hết, đúng chưa? Đó là cách chúng ta làm các bài toán về Casio liên quan đến phương trình mô đun hóa. Được chưa các bạn? Đó là chắc cốt nhất thì chúng ta sẽ làm theo cái, nhưng thầy nghĩ không cần đâu. Ta có kinh nghiệm là các bạn bấm số 3 lần là ra ngay đúng chưa đó chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số số 7 đây là câu số 6 các bạn có hay không hay không các bạn đẳng cấp không <laughs> hay không các bạn đó nếu như hay thì chúng ta sẽ suy ra thầy nhá đó để chưa các bạn đấy thì nếu như mà bạn nào đảm bảo chắc cốp thì chúng ta cứ xôn thôi nhưng các bạn đều hiểu, hiểu một điều là đây là phương trình bậc bốn thì có tối đa là 4 nghiệm. Tức là nếu bạn số là 5 nghiệm thì tốt là sai đấy. Các ông đừng có chơi trời lớn như thế ông ạ. Nha. Đây, các bạn nếu để kĩ là đây là phương trình bậc bốn. Nếu như xôn căng lắm nó chỉ ra bạn bốn nghiệm thôi chứ không có chuyện là tự nhân phương trình bậc 4 để là 5 nghiệm đâu ông ạ. Ông bảo xin xin sôn em sao Xôn ra 6 nghiệm là được điều rồi đấy nhá. <laughs> được chưa các bạn? Ok chưa? Đó, nhớ cho thầy nhá. Ông là phương trình bậc bốn ông xôn ra 6 nghiệm thì thầy... à em luôn đấy. Đúng không? Rồi, chúng ta chuyển sang thầy câu số 7. Câu số 7. Đúng chưa các bạn? Câu số 7 nhá. Một câu số 7 cũng khá là hay. Đúng không? Một câu số 7 cũng khá là hay và cực kỳ đẳng cấp. Thầy sẽ giải cho các bạn theo phương pháp là liên quan đến mô đun hóa một số phương pháp mà các bạn còn phải nắm thêm để các bạn giải quyết được những bài toán nó vận dụng cao nhá. Hát đi thầy ơi. <laughs> Thôi, giờ này hát hò gì các bạn? Những bạn nào đang theo dõi livestream thì thầy nhắc lại một lần nữa đó là các bạn chia sẻ livestream này về để chúng ta thứ nhất là các bạn lưu lại video này các bạn cần thì các em thể xem lại sau đúng chưa đó là cái thứ nhất cái thứ hai là tất cả bạn chia sẻ thì thầy sẽ gửi tặng các bạn file đề đúng không ạ và đáp án chi tiết nếu như cần Và bạn nào mà không chia sẻ thì các bạn sẽ không có chắc chắn các bạn sẽ không có nhớ chưa đó ok không ạ hát đi thời thôi hát không không hát ở đâu nhá đó. không không hát đâu à, tiếp tục câu số 7 nào bạn đã làm ra câu số 7 không nhớ chia sẻ nhá bạn đồng chí nào không chia sẻ thì chắc chắn không có đâu đấy thầy nhắc trước các bạn rồi đấy bữa nào cứ đòi nhiều là mệt đầu đúng không hỏi nhiều quá mệt đầu đấy nào câu số 7 để như sau cho ai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn là module z 1 thì bằng 3 module z 2 thì bằng 4 đúng không và module z 1 chứ z 2 bằng 37 xét các số phức z bằng z 1 chia z 2 bằng a cộng b tìm module của b đúng không tức là tìm chuyện đối b thì đúng hơn bởi vì b là số thực mà không ai đọc là module cả tóm lại đọc được chi tuyệt đối b cho nó nhanh đúng không độ lớn của b đấy đó đây là một bài đó cũng khá hay đó, khá hay các bạn tại sao gọi là khá hay bởi vì chúng ta có cách làm nhanh đối với những bài như thế này người ta cho rất nhiều biểu thức mà có mô đun đúng không ví dụ như tí nữa chúng ta có một bài số 8 này không thế nhìn có vẻ rất là hoàng đúng, nhìn loàng hoàng lắm các bạn nhìn đọc xong lú luôn đấy nhỉ nhiều rất nhiều mô đun rất nhiều câu hỏi vậy bài này chúng ta sẽ phải lưu lý như thế nào các bạn cần phải chú ý này mai thầy li sớm đi nhé mai có lịch live sớm đâu lúc sáng rồi mà lớp lúc, lúc sáng chúng ta học xong lớp lyger like mà đúng không chưa chưa có lịch đấy nhá lịch uh, khóa thực chiến của chúng ta thì uh, đang là, là... À, đúng rồi chính xác các bạn nào đăng ký khóa thực chiến thì các bạn nhớ inbox cho thầy nhá hiện tại thì đang được sale 50% đấy đúng không giảm từ 799 còn uh, 499k thôi nhé các bạn được học cả tổng ôn và cả luyện đề bạn nào thấy học với thầy mà các bạn thấy hiệu quả này đúng không hợp này Thứ hai là các bạn quyết tâm là chúng ta chinh phục điểm 8 cộng, 9 cộng trong vòng 40 ngày cuối cùng với thầy thì mình có thể đăng ký khóa thực chiến. Đúng không? Học phí thì vô cùng ưu đãi là 499k học từ bây giờ cho đến lúc thi. Được chưa? Mà các bạn được học cả tổng ôn và cả lựa đề. Một tuần các bạn được học 6k. Được chưa các bạn? Lịch học và tài liệu thầy đều up ở trong nhóm cho các bạn luôn. Được chưa? Các bạn nào đăng ký thì mình nhớ inbox cho thầy hoặc là các bạn là inbox cho fanpage để chúng ta đăng ký nhá. Nào, câu số 7 nào. gì đây? Nhìn này. Các bạn nghe này cách làm nhanh này đẳng cấp lắm mô đun Z1 thì bằng 3, mô đun Z2 thì bằng 4, mô đun Z1 trừ Z2 thì bằng can 37 đọc xong đề này lú luôn chưa, đó đúng không, có lú luôn không, lú đi còn gì nữa chơi luôn đúng không các xét số phích Z1 trên Z2 bằng A cộng tìm độ dài của B, đó, đây ông đọc là mô đun nhé, thực ra các bạn nên đọc là trị là, tựa là, 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 là đối thì hay hơn đúng không, và cách làm của người ta như sau Ờ, trong trong vật lý thì người ta cũng có một phương pháp thì thầy nhớ không nhầm là người ta gọi là chuẩn hóa số liệu không biết các bạn học vật lý đây có bạn nào học khối A một không học khối A không? đó các bạn ngờ, có 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 biết phương pháp đấy không nhỉ? thầy nghĩ là trong vật lý cái phương pháp đấy cũng rất là mạnh đấy. mà thầy cũng chả biết ai nghĩ ra cơ nhưng trong đại số chúng ta vẫn có phương pháp đấy được gọi là chuẩn hóa số liệu đó đúng không số liệu ở đây có bạn nào học khối A một hoặc khối A không các bạn? học vật lý thì các bạn biết phương pháp này rất là mạnh đúng không? Bạn B ạ, bạn B thì bạn B thì không 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 học theo kẻ của kiểu này. Nếu bạn nào học chuyên lý hoặc là một số bạn khối A, khối A1 thì thầy tin là các em đều nghe phương pháp này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Trong toán học cũng thế. Có nghĩa như sau. Mô à, mod Z2 bằng 4 thì chúng ta có quyền cho luôn số Z2 bằng 4 luôn. Đúng không ạ? Chuẩn hóa số liệu, các bạn cho Z2 bằng 4 bởi vì sao nó không mất tính tổng quát đâu ạ? mất bao giờ mất tính tổng quát bởi vì cái biểu thức này sẽ liên quan đến cả Z1 cả Z2 nên không bao giờ mất tính tổng quát của bài toán. bạn cho luôn Z2 bằng 4. Tại sao? Mô Z2 bằng 4 thì các bạn thấy 4 trị đối có bằng 4 không? Vẫn đúng mà, đúng không? Và sau đó các bạn thay vào thì chúng ta sẽ có phương trình như sau. Mô Z1 bằng 3. Mà mô Z1 bằng 3 này. Đó. Đúng không? Và biểu thức thứ hai là mô Z1 trừ Z2 là trừ đi 4 bằng căn 37. Các em nhìn thấy không ạ? Sau đó thì mình có quyền gọi số phức z 1 ra có dạng là A cộng BI. Đúng không ạ? Và sau đó các bạn thấy đây. Chắc chắn chúng ta tìm ở Z1. Các bạn có như sau. Mô Z1 bằng 3 thì các bạn có quyền suy ra A bình cộng B bình. Đúng không ạ? Bằng 9 luôn. Em nhớ không? Bởi vì lý do là chúng ta căn và bình phương lên đấy. Đúng chưa? Mô Z1 bằng căn 37 thì các bạn sẽ tương đương với A chứ 4 tất cả bình cộng với B bình. Thì bằng mấy các bạn? Bằng 37. Đúng không? Các bạn giải nhanh nhá. Thì các bạn uh, chuyển về đổi dấu các bạn tương đương như thầy đi. A bình cộng B bình thì bằng 9 để nguyên. Đúng không? Hàng này thì các bạn phá ra thì chúng ta sẽ suy ra nào. A bình cộng B bình này. Trừ cho mấy các bạn là trừ 8A. Đúng không? Đó. Chỗ này là cộng 16 mà chỗ này 37. Đúng không ạ? Thì 37 trừ 16 thì còn lại mấy các bạn nhỉ? 37 trừ 16 bằng bao nhiêu đây? Bằng 21 à? Đó bằng 21 đây. Đúng không? Thì tương đương thôi, giải phương trình này thì rất rất là đơn giản, chắc chắn chúng ta vùng phương pháp thế rồi. Nếu bạn nào nhầm được tốt thì chúng ta sẽ nhầm thầy như sau. Để dạy các bạn cách nhầm này. À, a bình cộng b bình đúng không ạ? Thì bằng 9. Các bạn thấy đây. trừ 8 gì các bạn trừ 8a nhá, thì 8a bình đó nhá, trừ 8a. Thành này có bằng 9 này. Đúng không? Thì tóm lại là 8a của chúng ta đang bằng mấy các bạn nhỉ? 8a bằng mấy? 8a thì bằng 9 21 thì là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 9 21 thì bằng -12, đúng không? Trừ -12 à? Số xấu thế. Đó, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không ạ? Sai kìa thầy à, sai chỗ nào? Trừ 8A đấy, thầy xử lại rồi mà Thầy tỉnh phết đấy, nha yeah. Tóm lại 8A sẽ bằng 9, 21 là bằng 12, 12 Các bạn sẽ suy ra A của chúng ta là bằng 12 phần 8 Chia tất cả cho 4 thì là bằng uh, 3 phần 2 Thật ra chưa? Và sau khi bạn tìm được A bằng 3 phần 2 Đúng không? Thì mình thay vào ở trên thì mình sẽ tìm được B bình của thầy Sẽ bằng 9 3 phần 2 tất cả bình Được chưa? Chúng ta có thầy như sau Uh, 9 đúng không ạ? Trừ 3 phần 2 tất cả bình là trừ cho 9 phần 4 đúng không nhỉ? Đó là bằng 27 phần 4, B bình bằng 27 phần 4. Đó, các bạn nhìn chưa? B bình bằng trừ 27 phần 4. Ok không ạ? Và sau khi bạn tìm được B bình bằng trừ bằng 27 phần 4 rồi thì chúng ta sẽ suy ra cho thầy rằng là gì đây? B của chúng ta nhá bằng cộng trừ căn 27 phần 4 đúng không? Các bạn kiểm tra lại thầy xem đúng chưa nhá? 27 phần 2 luôn này cho nó nhanh. A của chúng ta bằng trừ 3 phần 2 à? Đó, được chưa các bạn? A của chúng ta bằng trừ 3 phần 2 nhá. Ok không? Còn B của chúng ta bằng cộng trừ căn 27 phần 2. Đó, các bạn kiểm tra xem có nhầm ở đâu không nhé. Đúng chưa? Hình dung không các bạn. Và sau khi mà các bạn tìm ra thì chúng ta sẽ suy ra à tóm lại Z1 của chúng ta có hai ngại, hai nghiệm đúng không? Một là trừ 3 phần 2 cộng với căn 27 phần 2i. Đúng không? Và Z1 phẩy bằng trừ 3 phần 2 trừ căn của 27 phần 2i. Các bạn hiểu vấn đề không? Tìm hai số phức đấy. Và sau khi mà tìm ra Z1 thì mình bỏ đây mình tính này. Đề bài người ta hỏi là gì? Z bằng Z1 chia Z2, đúng không? Z1 bằng thằng này, Z2 thì bằng 4. Việc còn lại mình tính sẽ lo, đúng không? Bây giờ các em lấy mình tính bấm thầy nhá. và 1,2 này. À, Z1 chia Z2, Z1 của chúng ta là bằng trừ 3 phần 2. Đúng không? Đó, rồi cộng với căn 27 phần 2 đúng không nhỉ? Nhân với y đây, được chưa? Tất cả chia 4 bằng mấy nào? Ok chưa? Tạo như thế không ạ? Số rất là to đúng không? Số rất là to. Tóm lại là các bạn sẽ suy ra uh, B của ta suy ra nhé. Suy ra này. Các bạn nhầm luôn này. B của chúng ta một cái là bằng 3 căn 3, 3. Đúng không? 3 căn 3 trên 8. 3 căn 3 trên 8. Đúng không? Bởi vì đây là phần ảo mà. Đúng không? Độ lớn của nó cũng thế. Tiếp tục một trường hợp nữa đó chính là dấu trừ trên này này. Đó. Dấu trừ trên này nó, nó không mất tính tổng quát của bài toán bỏ dấu trừ đây bỏ bằng một phát thì nó vẫn ra bằng trừ đúng không ạ b cũng là bằng trừ ba căn ba trên tám và đề bài người ta hỏi là là trị tuyệt đối thì chắc chắn là bạn c bởi vì hai thằng này trị tuyệt đối nó đều ra cùng một kết quả là bạn c luôn các bạn thấy câu số 7 chưa một câu khá là hay người ta gọi là dùng phương pháp chuẩn hóa số liệu thì làm rất là nhanh còn nếu như các em làm theo kiểu biện luận hoặc làm theo phương pháp thông thường thì nghĩ là rất là lâu đúng không đó đó chính là câu số 7 của chúng ta nhé đã hiểu câu số 7 chưa các bạn? Hiểu câu số 7 không? À, đồng chí nào chọn đáp án B thì tự giác nhá. Chất khu cool đấy. <laughs> câu này khá hay mà đúng không? Khá hay. Chuẩn hóa số liệu. Đó, chuẩn hóa số liệu thường là dùng dùng cho các bài toán mà có nhiều module hoặc là đọc xong đề mà lú luôn ấy. Được chưa? Ok chưa các bạn? Chuẩn hóa Z1 và Z2 nó đều dùng nhau hết các bạn nhá. Tức là chúng ta đều biết là tìm được Z1 thì chúng ta giải được phương trình Z2. Cho Z2 các bạn giải được Z1 thôi. Đúng không? Đó là nguyên tắc của chúng ta là như thế. Được chưa các bạn? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy một câu rất là hay nữa đó là câu số 8 thì phải. Câu 8. Đó, được chưa các bạn? Câu 8 như sau. <laughs> Hoàn toàn tương tự nhá. Câu 8 như sau. Cho Z1 và Z2 thỏa mãn biểu thức là Z1 cộng Z2 bằng căn 3. Cái này mô Z1 bằng mô Z2 bằng 1, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy đọc đề quen không? Nếu như bạn nào đã từng làm rồi thì các bạn nhìn thấy ngay và luôn là phương pháp làm bài này nó chỉ có chuẩn hóa số liệu thôi. Đúng không ạ? Chỉ có chuẩn hóa số liệu là nhanh nhất hiểu vấn đề không đó còn làm theo thống pháp thông thường thực ra thì cũng được thôi nhưng mà nó cũng khá là khó đấy các ông ạ nó cũng khá là khó bởi vì về bản chất là chúng ta dùng một cái tam giác nếu bạn nào mạnh về phương pháp hình học thì các bạn có thể làm theo bản chất đấy nhưng trong bài này có một phương pháp rất là mạnh đó chính là cứ chuẩn hóa số liệu thôi đó đúng không ạ chuẩn hóa số liệu được chưa phương pháp này dùng rất là nhiều trong vật lý và trong toán học về số phức nó cũng không kém đâu các bạn nhá là các bạn cho luôn z một bằng mấy cho luôn z 2 bằng một đi được chưa cho luôn z 2 bằng một sau khi Z2 bằng 1 rồi thì mình sẽ thay vào đây. Chúng ta sẽ có phương trình đó là mô đun của Z1 1 thì bằng căn 3. Đúng chưa các bạn? Và mô đun của Z1 hiện tại đang bằng 1. Đó, thì chắc chắn chúng ta giải ra tìm Z1 thôi. Có gì đâu mà căng. Mình đặt Z1 bằng A cộng các bạn nhá. Thì tương đương phương trình luôn nào? Thằng này là A cộng 1 tất cả bình. Đúng không? Cộng với B bình. Thì bằng này bằng, bằng 3 luôn. Đúng chưa? Bình phương ngài về lên. Thằng này là căn bậc 2 của A bình cộng B bình cũng là bằng mấy các bạn? Là bằng 1 luôn. Đúng không? giải ra A bình cộng B bình Thằng này cộng 2A Đúng không? Đó Cộng 1 Thằng này bằng 3 Thằng bằng 2 luôn Rút gọn đi Đúng không? A bình cộng B bình Thì bằng 1 Vậy chắc chắn chúng ta tìm được A Và tìm được B rất là nhanh các bạn nhá Đúng chưa các bạn? Tóm lại là chúng ta sẽ tìm được A mới nhá Thằng này bằng 1 này Thay vào đây nhá Đó 2A 2A bằng 2 trừ 1 là bằng 1 Tóm lại A bằng 1 phần 2 Được chưa các bạn? Các bạn có nhầm đỉnh giống thầy không? Và B bình của chúng ta hiện tại thì bằng 1 trừ cho 1 phần tư là bằng 3 phần tư. tức là b của chúng ta hiện tại đang bằng cộng trừ 3 trên căn 2 đúng không căn 3 trên 2 đó các bạn nhìn thấy chưa tức là mình suy ra rõ ràng là z1 của chúng ta đang có hai trường hợp đúng không ạ z1 của chúng ta bằng 1 phần 2 cộng với căn 3 trên 2 nhân y đúng không và z1 của chúng ta bằng 1 phần 2 trừ căn 3 trên 2 nhân y đó tức là chúng ta có hai số phức đấy để cho các bạn Hiểu chưa? Đó rất đơn giản đúng không? Tìm được Z1, tìm được Z2 Thế thóm lại thì bỏ vào đây kiểu gì mà chả tính được Đúng không? Đề bài hỏi là tính thằng này Ok chưa? Chúng ta có Đề bài hỏi này, đây nhìn thấy không? Z1 nhân với Z2 liên hợp Đó, Cộng với Z1 liên hợp nhân với Z2 Chơi luôn nào hay trường hợp một nhé, đây trường hợp một các bạn bỏ vào thôi nhưng thầy nghĩ là bỏ một trường hợp và trường hợp hai giống nhau hết. Thế các em yên tâm nhé. Nếu bạn có tư duy tốt thì chắc chắn thằng này là giống nhau. Z một bỏ đây thì nó bằng gì? Là 1/2 cộng với căn 3 trên 2 nhân y là Z1 đây, đúng không? Nhân mô đun Z2 mà các bạn biết rằng là Z2 bằng bằng màu bằng 1 đây. Thì liên hợp của thằng này cũng là nhân với 1. Đúng không? Tiếp tục. Cộng với Z1 liên hợp chính là cộng với 1/2 căn 3 trên 2 nhân y. Đó, đúng không ạ? Nhân Z2 là nhân với 1 thì bằng mấy các bạn nhỉ? Nhầm được không? Hai thằng này giống nhau mà thay vào thì nó giống nhau hết. Bạn nào nhầm tốt thì các bạn sẽ hiểu này. Thằng này thằng này hết 1/2 cộng 1/2 đúng không? Thì bằng mấy? Thì bằng 1. Đó, chốt, chốt chưa các bạn? Hiểu không? Rất đơn giản đúng không ạ? Và chắc chắn là bàn B. Nếu các bạn thích thì các bạn thay trường hợp thứ hai vào, Z1 bằng thằng này thay vào. Chúng ta có này. Đây trường hợp 1 nhá, giống nhau hết thôi. Trường hợp thứ hai là nếu như các bạn thay Z1 bằng 1/2 trừ căn 3 trên 2 i vào đây thì chúng ta có như sau. 1/2 trừ căn 3 trên 2 nhân y đúng không ạ? Nhân thằng này cũng là nhân 1. Cộng với liên hợp của nó thì cũng là 1/2, đúng không? Tôi sao sao? Cộng với căn 3 trên 2 nhân y và nhân với 1 chắc chắn cũng bằng 1. Chẳng khác gì nhau cả. Đúng không Trường hợp 1, trường hợp 2 nó đều ra cùng một kết quả. Vậy perfect là đáp án B. Được chưa các bạn? Đó, một bài toán rất là hay và cực kỳ đẳng cấp nếu như các em làm theo phương pháp này thầy nghĩ nó rất là nhanh. Và tùy thuộc theo khả năng tính toán của mỗi người nữa thì thầy tin là rất là ok. Đúng chưa các bạn? Đó. <laughs> Được chưa? Phương pháp này là phương pháp chuẩn hóa số liệu. Tức là các bạn chọn một giá trị số phức bất kỳ thỏa mãn đề bài. Từ số phức đấy chúng ta sẽ tìm ra số phức còn lại. Ví dụ bài này chúng ta cho Z2 và 1. Mình sẽ thay vào bạn tìm được Z1 thôi. ta tìm được Z1, tìm được Z2 thì thay vào đây chúng ta tìm được biểu thức cần tìm. Đó chính là cái chúng ta cần tìm. Được chưa các bạn? Đó, và trên đây thì thầy vừa giảng cho các bạn rất là nhiều cái bài toán rất hay Đặc biệt là bài toán phương pháp mô đun hóa số phức phần 1 Và chắc chắn là sang phần 2 thì thầy sẽ gửi thêm cho các bạn Một số dạng bài nó đẳng cấp hơn mút một chút xíu nữa đâu Đây, thầy đã giảng cho bạn rất là nhiều cái bài toán nó cũng khá hay thầy đã chuẩn bị rất là nhiều rồi các bạn nhé Chuẩn bị rất là nhiều rồi đó, các Có cả Z và có cả Z ngang đây. Đúng chưa? Có rất nhiều bài cực kỳ hay và uh, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài toán liên quan đến phương pháp mô đun hóa phần 2 ở buổi sau. Và thầy sẽ dạy các bạn thêm rất nhiều cái bài toán vận dụng cao tiếp theo. Những bạn nào mà chúng ta quan tâm khóa thực chiến thì thầy nói lại với các bạn một lần nữa này. cho uh, thầy xin phép là gọi là quảng cáo một chút xíu đúng không? Sau khi mà chúng ta học xong những bạn nào mà chúng ta muốn học thêm với thầy thì các bạn nhớ rằng là thầy đang có khóa thực chiến phòng thi đúng không ạ các bạn hai các ba nhé phòng thi được chưa? Học trong vòng uh, 40 ngày cuối cùng Và bản chất khóa thực chiến phòng thi này Đó chính là việc các bạn được học tổng ôn Cấp tốc, chọn lọc và luyện đề Được chưa? Luyện đề Thì uh, hai cái này chúng ta sẽ được học 6K trên một tuần Tổng cộng là 6K trên một tuần Được chưa? 6K một tuần Còn lịch học như thế nào thì thầy đáp vào trong nhóm cho các bạn rồi Tức là chúng ta sẽ thường là có lịch học từ đầu tuần đúng không? Hoặc là chủ nhật hoặc thứ hai mỗi tuần Thì các bạn sẽ có lịch học đấy đúng không ạ? Là lịch học là 6k một tuần vừa được tổng ôn, vừa được luyện đề. Và học phí hiện tại thì đang đang được sale. Giá gốc là 799k các bạn nhá. Và đang được sale chỉ còn lại là 499k thôi. Đúng chưa các bạn? Là học trong vòng 40 ngày cuối cùng các bạn nhớ chưa? 40 ngày cuối cùng. Đó. Đúng không ạ? Những bạn nào đăng ký thì chúng ta có thể đăng ký luôn. Đúng chưa? Ngoài ra thì các bạn có thêm một số quà tặng đó là các bạn được tặng combo CTG, tặng combo 3 khóa. Đúng không ạ? CTG giá là 1 triệu 800k. Ok không ạ? Tức là ba khóa này thì thầy đã dạy từ đầu năm rồi. Có rất là nhiều video bài giảng cực kỳ hay. Có danh sách luôn các bạn nhé. Có thể là hình học hoặc đại số vận dụng cao đúng không ạ? Rồi một số buổi luyện đề. Bởi vì ba khóa này vừa khóa khóa tổng ôn, vừa luyện đề, vừa chuyên đề trong đấy. Thì tất cả những video đều lưu lại cho các bạn trong nhóm. Đúng không? Đó thì các bạn được tặng free hết các bạn nhá Thứ hai là chúng ta được tặng một cuốn sách, đúng không? Tặng một cuốn sách trị giá là 200k, sách này là sách luyện đề các em nhá Luyện đề, đồng ạ? trị giá là 200k. Đó, được chưa các bạn? Cái này thì sẽ được ship về tận nhà của các bạn. Được chưa? Đó, thì những bạn nào đăng ký thì chúng ta được sale từ 799k về còn chín k và đương nhiên các bạn được tặng free hai cái này. Bạn nào đăng ký thì mình inbox trực tiếp cho fanpage hoặc là các bạn nhắn tin cho các chị trợ lý hoặc là nhắn tin cho thầy để chúng ta đăng ký. Các bạn nhớ chưa? Đó, và nếu như bạn nào đăng ký hoặc là các bạn đang chưa có thông tin ấy thì các em có hai cách, một là chúng ta inbox trực tiếp thầy Phong qua Facebook này. Đây là phiếu cá nhân của thầy nhé là hồ thức thuận có tích xanh đây, là thầy giáo thuận đây. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký khóa học hoặc là chúng ta muốn nhận thêm một số thông tin thư, uh, chi tiết về khóa tổng ôn cấp tốc tức là khóa thực chiến này này. Thực chiến phong thi, được chưa? Trong vòng 40 ngày cuối cùng. Đó, sale chỉ còn lại 499k, được chưa? Đó thì các bạn nhắn tin trực tiếp là thầy thông qua Facebook này. Đó thì thầy sẽ áp các bạn uh, trợ lý vào để tư vấn cho các bạn, được chưa? Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào uh, các buổi livestream tiếp theo nhé Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và những bạn nào đăng ký thì chúng ta có thể inbox trực tiếp thầy nhá Để thầy sẽ tư vấn cho các bạn Và các chị trợ lý của thầy sẽ tư vấn cho các bạn Ok chưa? Cảm ơn các em rất là nhiều Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon Hẹn gặp lại các bạn ở trong khoa học của thầy nhá Cảm ơn các em